Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 68. Trong nháy mắt, lực nguyên thần xâm nhập vào cơ thể Ninh Vô Tận, lập tức chạy thần tốc quấn lấy định thân của Ninh Vô Tận. Ngay tức khắc, Dương Bách Xuyên bước ra một bước, chỉ thấy kiếm lớn đâm về phía đầu của Ninh Vô Tận. Dừng tay. Ngay lúc một kiếm của Dương Bách Xuyên đâm ra, một tiếng gầm thét vang vọng phía chân trời, nghe không rõ là từ chỗ nào truyền đến nhưng giọng nói như sấm sét cuồn cuộn, làm cho lực nguyên thần đang dây dưa trong cơ thể Ninh Vô Tận kinh sợ đi ra. Trong nháy mắt cơ thể Ninh Vô Tận lấy lại tự do và nhìn thấy kiếm của Dương Bách Xuyên đâm tới, cũng là cục diện không thể nào tránh né, vẻ mặt ông ta vô cùng hoảng sợ hét lớn, lão tổ, cứu ta. Trong chớp mắt đó, Dương Bách Xuyên không phân biệt được nguồn gốc của giọng nói này từ đâu ra, nhưng nghe được Ninh Vô Tận hét lớn, trong lòng hắn cũng kinh ngạc. Giọng nói của đối phương già nua nhưng hùng hồn mạnh mẽ, nghe thẳng vào thần hồn, hiển nhiên là lực thần hồn vô cùng cường đại, Dương Bách Xuyên lập tức đoán được chủ nhân của giọng nói này có tu vi còn cao thâm hơn hắn. Nhưng hắn lại không để ý, mạng già của Ninh Vô Tận đã ở dưới kiếm thì sao hắn có thể buông tha cho Ninh Vô Tận được. Hắn không hề do dự thúc giục kiếm trong tay, đến lúc đâm thẳng xuống. Phụt! Sau một khắc, đầu Ninh Vô Tận bị bổ ra ngay tức khắc, một nhát kiếm của Dương Bách Xuyên thuận thế đâm xuống, thân thể của Ninh Vô Tận bị chém thành hai nửa, một nhát kiếm đã hủy đi thân thể của Ninh Vô Tận, phá hủy nguyên thần Nguyên Anh. Ninh Vô Tận chết ngay tức khắc. A, Vô Tận Tôn Nhi, tiểu tặc, lão phu tiêu diệt ngươi. Giọng nói bộc phát thét dài. Mây gió trời đất đều biến sắc dưới giọng nói nổi giận này. Ngay sau đó, một bóng dáng màu trắng đi ra từ trong mây mù cuồn cuộn, giống như mũi tên sắc bén bay thẳng về phía Dương Bách Xuyên. Lúc đến gần, Dương Bách Xuyên cũng nhìn thấy một chưởng của đối phương nhằm thẳng vào ót của mình. Trong lòng Dương Bách Xuyên căng thẳng, hắn phát hiện bất kể là tốc độ hay khí tức của đối phương đều cường đại giống như bão táp cuồn cuộn kéo đến, không thể xem thường. Trong lúc vội vàng, hắn chém ra một nhát kiếm. Kiếm khí va chạm với bàn tay. Ầm. Khí lưu cường đại chợt dao động. Sau một khắc, sắc mặt Dương Bách Xuyên hoàn toàn thay đổi, hắn phát hiện mình tính toán sai lầm rồi. Thực lực của đối phương rất mạnh mẽ, hơn nữa không phải chân thân, sau khi một nhát kiếm của hắn chém ra mới phát hiện đối phương không sử dụng chân khí mà lại là linh khí trời đất thiên địa, hoàn toàn không có chút chân khí nào mà chỉ là linh khí trời đất. Nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng là sau khi tiếp xúc một chiêu, hắn phát hiện người này bày ra phần lớn là lực thần hồn. Đột nhiên một luồng sức mạnh thần hồn cường đại có thể rời núi lập bể xông thẳng vào ý thức của hắn. Tông tiếng nổ vang mạnh mẽ, Dương Bách Xuyên đột nhiên hộc máu và ôm kiếm bay ngược ra ngoài. Chỉ vừa mới đối mặt đã bị một kích lực thần hồn cường đại và sức mạnh trời đất của đối phương làm bị thương nặng. Chạm! Cơ thể Dương Bách Xuyên bay ngược ra hơn 20 thước rồi rơi mạnh xuống đất, ạc. Hắn lại phun ra một ngụm máu lớn. Thân thể rơi mạnh trên mặt đất, chút thương thế này đối với thân thể hiện giờ của hắn cũng không nhằm nhò gì. Quan trọng là Dương Bách Xuyên đã tính toán sai lầm còn bị lực thần hồn của đối phương làm trọng thương. Đây mới là lý do khiến hắn liên tiếp phun ra hai ngụm máu lớn. Trong nháy mắt, trong đầu Dương Bách Xuyên nhảy ra hai chữ nguyên thần. Đúng vậy, là nguyên thần. Dương Bách Xuyên lập tức biết rõ tình huống. Lúc này Dương Bách Xuyên đứng dậy, nhưng sau một khắc, hắn lại nhìn thấy một bóng dáng đang nhào về phía mình, sắc mặt hắn căng thẳng đồng thời trong lòng cũng chấn động không thôi, người trong tầm mắt vọt tới là một lão đầu râu bạc tóc bạc, nét mặt dễ nhìn. Nhưng vẻ mặt lại lộ ra sát ý. Dương Bách Xuyên nhớ lại lúc Ninh Vô Tận hét lớn hình như là gọi lão tổ. Mà sau khi hắn chém chết Ninh Vô Tận, giọng nói già nua kia lại quát lên hai chữ Tôn Nhi. Lúc này, Dương Bách Xuyên loáng thoáng suy đoán người này chắc là người chân chính tọa trấn Kình Thiên Môn, về phần thực lực cũng vượt xa hắn. Trong cảm giác, thứ xuất hiện trong tầm mắt của Dương Bách Xuyên chỉ là một dương thần tồn tại thực hóa. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên lại hít sâu một hơi, hắn biết nguyên thần xuất khiếu cảnh giới xuất khiếu. Bất kể là dương thần hay em mờ thần mà muốn thực hóa chỉ có một tiêu chuẩn, đó chính là tu vi đạt tới cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn. Nhìn lão già tóc bạc áo trắng bày ra vẻ mặt đầy sát ý xông tới, ngũ quan rõ ràng không khác gì người thường,
nếu không phải trong cảm giác tản ra khí tức thần hồn mạnh mẽ, Dương Bách Xuyên tuyệt đối không thể nào cho rằng đối phương chỉ là một dương thần. Chẳng trách chỉ một kích đã làm cho mình bị thương đến nỗi hộc máu. Tu vi đã là xuất khiếu viên mãn, đây là cảnh giới xuất khiếu tối cao nhất. Dương Bách Xuyên biết hắn không thể chọc nổi nhân vật cỡ này. Tuy là hắn cũng có thần hồn cường đại và nguyên thần xuất khiếu cũng đặc biệt hơn người bình thường, nhưng trong đợt giao chiến vừa rồi, Dương Bách Xuyên biết mình hiện tại vẫn không phải là đối thủ của cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn. Nhưng, bảo hắn cứ thế mà chạy trốn thì hắn không cam lòng, nuốt không trôi khẩu khí này, tự nhiên không bị người ta đánh hộc máu, chuyện này thật buồn bực. Tuy là Dương Bách Xuyên đã kết luận đối phương là cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn, không thể chọc vào, thế nhưng hắn vẫn chắc chắn phải xả giận cho mình. Bởi vì suy cho cùng, lão giả cũng chỉ là một dương thần sau khi thực hóa, cũng không phải bản tôn, nếu như có bản tôn ở đây, Dương Bách Xuyên sẽ không chút do dự chạy trốn. Dương Bách Xuyên nghĩ đến đối phương vì phát hiện mình và Ninh Vô Tận chiến đấu, hoặc là nói mấy người chạy trốn kia đã về Kình Thiên Môn kêu gọi cứu binh nhưng sẽ không kịp ngăn cản mình giết chết Ninh Vô Tận nên trước tiên phái một dương thần đại thành đến ngăn cản, hắn nghĩ chắc là bản tôn và em mờ thần của người này đang chạy tới. Trong chớp mắt, trong lòng Dương Bách Xuyên hạ quyết tâm, tạm thời khoan hãng chạy, trước khi bản tôn của lão tổ Kình Thiên Môn lão chạy tới, hắn phải tiêu diệt dương thần của lão ta trước, cho dù đánh không tan dương thần của lão cũng phải một kích làm lão ta bị thương nặng mới có thể xả giận. Giờ phút này, dương thần của đối phương đã vọt tới trước người Dương Bách Xuyên ba thước, sức mạnh thần hồn trong tay lão ta bộc phát, hội tụ thành một cây trường thương muốn đâm tới Dương Bách Xuyên. Dương Mỗ lạnh lùng giận tái mặt, hừ lạnh nói, lão bất tử, chỉ một dương thần mà cho rằng có thể lật trời sao, xem tiểu gia hủy diệt dương thần của ngươi đây. Sau khi dứt lời, Dương Bách Xuyên hét lớn, nguyên thần xuất khiếu, M Dương hợp nhất, M Dương thôn phệ. Dương Bách Xuyên xuất khiếu nguyên thần, hai thần M Dương lập tức hợp nhất cao chín trượng ở sau lưng hắn, tỏa ra kim quang như muốn đâm thủng tiểu thái dương, đột nhiên hư ảnh nguyên thần gào thét, mở to miệng muốn lập tức thôn phệ lão giả mặc bạch y hoặc có thể nói là dương thần của lão ta. Lần này là Dương Bách Xuyên nổi điên bất chấp tất cả, hai thần M Dương đồng thời phóng đi thôn phệ đối phương. Đương nhiên hắn cũng sợ cho dù là nguyên thần âm dương hợp nhất của mình cũng đánh không lại một dương thần của đối phương. Cùng lúc đó trong tay thúc dục chân khí truyền vào kiếm đồ long và kiếm khí huyền hoàng chém ra một nhát kiếm nữa, tay phải đồng thời thi triển ba chiêu thần thông thủ cốt, một tia ý thức nhào tới chào hỏi. Thế nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, hư ảnh nguyên thần vươn hai tay ra, lửa thần hồn màu lam hình thành hai quả cầu lửa lớn ném về phía dương thần của lão giả bạch y. Lúc này, Dương Bách Xuyên gần như động cơ thể là có thể dùng toàn lực xuất ra thủ đoạn. Hắn cũng không tin không đánh lại một dương thần. Nếu M thần của đối phương cùng tồn tại thì có lẽ đánh không lại thật, nhưng mặc kệ nói thế nào cũng chỉ là một dương thần, so ra thì đích thật là tu vi của lão ta cao hơn mà tiểu cảnh giới cũng cao hơn nhưng dù sao cũng không phải đại cảnh giới. Đầu tiên là kiếm đồ long và thần thông thủ cốt công kích chào hỏi trên người dương thần của lão giả kia, phát ra tiếng nổ chấn động trời đất. Chỉ nghe lão giả mặc bạch y hừ lạnh, chợt vung tay ngăn cản công kích của Dương Bách Xuyên. Sau một trận nổ vang, lão giả mặc bạch y thật sự ngăn cản được kiếm khí và thần thông thủ cốt của Dương Bách Xuyên, cũng ra tay công kích nguyên thần của Dương Bách Xuyên, lúc này ông ta mới kinh ngạc thốt thành tiếng M Dương hợp nhất. Ngươi là đại viên mãn, không đúng chỉ là xuất khiếu sơ kỳ. A! À. Tiếng bật thốt kinh ngạc cuối cùng lại thành tiếng kêu thảm thiết. Đã thấy dương thần của lão giả mặc bạch y phát ra quang mang vạn trượng thế mà lại đang gắng gượng chống đỡ sự thôn phệ từ nguyên thần của Dương Bách Xuyên, nhưng bị lửa thần hồn màu xanh nhạt của Dương Bách Xuyên thiêu đốt mà kêu lên thảm thiết. Thấy vậy, trong lòng Dương Bách Xuyên vui vẻ, lần này xem như đã rõ ràng ngọn lửa thần hồn được tạo ra từ nguyên thần đã trải qua tiến hóa của chính mình, ngay cả nguyên thần cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn cũng phải e ngại. Lúc này hắn lập tức nghĩ phải gia tăng hỏa lực, hoàn toàn thiêu đốt sạch sẽ dương thần của lão gia hỏa này. Nhưng lại vào lúc này, trong mây mù có một luồng khí tức phóng lên trời truyền đến, luồng khí tức này rất mạnh, cách mấy trăm thước mà Dương Bách Xuyên cũng cảm giác được, trong lòng hắn thở dài, đáng tiếc. Giờ phút này mây mù cuồn cuộn bốc lên ở sơn môn của Kình Thiên Môn tự động lui sang hai bên, môn hộ của Kình Thiên Môn cũng mở rộng.
Ngay sau đó, một con mắt trắng từ trong đó bay ra. Trong lòng Dương Bách Xuyên căng thẳng, hắn biết bản tôn của lão giả đã chạy tới. Quả nhiên đúng như suy đoán trong lòng hắn. Lúc này, mặc dù trong lòng Dương Bách Xuyên không cam lòng, mắt thấy có thể sắp thiêu đốt một dương thần nhưng bản tôn của đối phương chạy tới, hắn chỉ có thể từ bỏ. Đối mặt với bản tôn của đối phương chạy tới, Dương Bách Xuyên không nắm chắc phần thắng, lúc này dưới chân vừa động lập tức biến mất. Mà phía sau lại vang lên một tiếng nổi giận chấn động trời đất, tiểu tặc, dù ở chân trời góc biển lão phu cũng phải bắt được ngươi, lột dạ rút gân của ngươi. Linh thức của Dương Bách Xuyên phát động hơn ngàn dặm, lúc chạy trốn còn nghe được âm thanh thở hổn hển, hắn không hề quay đầu lại đã bỏ chạy, sau một phút đã xuất hiện ở nơi cách đó ngàn dặm. Nơi này vẫn đang trong núi lớn, một ngọn núi trải dài mấy ngàn dặm là chuyện rất bình thường ở Sơn Hải giới, thậm chí không tính là dãy núi lớn, dãy núi mấy vạn dặm đều rất bình thường. Đánh không lại thì bỏ chạy, Dương Bách Xuyên luôn có tự tin về khả năng chạy trốn của mình, linh thức cường đại xa đến nghìn dặm, hắn không biết linh thức của những tu sĩ cùng cảnh giới có được ngàn dặm hay không, thế nhưng hắn thì rất chắc chắn, hơn nữa còn có thần hồn cường đại để chống đỡ. Muốn chạy đến được ngàn dặm trong nháy mắt cũng chỉ là chuyện nhỏ. Đương nhiên, cái giá của việc chạy trốn như vậy là tiêu hao rất nhiều chân khí trong cơ thể. Nhưng Dương Bách Xuyên nghĩ chắc là đủ để mình thoát khỏi sự đuổi giết của lão tổ Kình Thiên Môn. Hắn ngẫm lại, vừa rồi, khí tức của lão già kia thật sự kinh khủng, cách mấy trăm thước vẫn có thể khiến người ta chịu một lực áp bức giống như mây đen áp thành vậy. Cảnh giới xuất khiếu sơ kỳ của mình và cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn chênh lệch ba tiểu cảnh giới, thật đúng là không phải chuyện đùa. Đánh với Ninh Vô Tận một trận, Dương Bách Xuyên cũng có hiểu biết thêm một chút về thực lực của mình, với ưu thế về nguyên thần của hắn đại khái có thể chịu áp lực của xuất khiếu trung kỳ không thành vấn đề, nếu tiến thêm một bước vẫn có thể đối kháng một lát với xuất khiếu hậu kỳ, thế nhưng đối mặt với tu sĩ xuất khiếu đại viên mãn thì chỉ có thể chạy trốn. Đây là chỗ thua kém từ trong ra ngoài. Lần này tuy là không thành công chiếm được Kình Thiên Môn nhưng cũng báo thù được sự sỉ nhục ở thành Yêu Quang năm đó, giết chết môn chủ Kình Thiên Môn và một đại trưởng lão, làm ba gã nguyên anh trọng thương, giết chết bốn gã nguyên anh hậu kỳ, trên cơ bản đã hủy diệt căn cơ của một môn, ít nhất sẽ làm cho Kình Thiên Môn tụt dốc trong vòng mấy trăm năm. Điều duy nhất không ngờ chính là Kình Thiên Môn còn có lão tổ cấp bậc cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn tọa chấn. Điều này cũng làm cho Dương Bách Xuyên có thêm cái nhìn mới đối với tu chân giả và các tông môn ở Sơn Hải giới. Có lẽ các tu sĩ ở Sơn Hải giới cũng không giống như Diệp Vô Tâm đã nói là cảnh giới xuất khiếu vô cùng hiếm có, từ Kình Thiên Môn có thể thấy được, có lẽ tu sĩ cảnh giới xuất khiếu không chỉ đơn thuần như Lông Phượng hay Sừng Lân, ít nhất Kình Thiên Môn đã có hai người. Vậy còn những tông môn truyền thừa lâu đời khác thì sao? Ai dám nói trong những tông môn khác không có lão quái vật cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngay lúc Dương Bách Xuyên ngừng thở dốc, trong lòng vừa mới suy nghĩ đến những vấn đề này, đột nhiên hắn cảm thấy trên đỉnh đầu có một luồng kình phong tập kích, còn chưa kịp suy nghĩ đã lăn người trước, phát động linh thức rồi lập tức biến mất tại chỗ. Ầm ầm. Ngay khi hắn lăn khỏi chỗ, khóe mắt liếc qua đột nhiên nhìn thấy đỉnh đầu ập đến một bàn tay thật lớn do chân khí tạo thành, một đòn giáng mạnh vào chỗ hắn đứng ban đầu, đánh thành một cái hố lớn trên mặt đất. Hắn cũng nhìn thấy ở chân trời xuất hiện một bóng dáng màu trắng, chính là lão giả mặc bạch y trước đó, điều khác biệt là lần này chính là bản tôn của lão đích thân đến. Dương thần có khí tức thần hồn, bản tôn có rất nhiều lực sinh cơ, điểm này không khó phân biệt đối với tu chân giả. Hơn nữa nếu cùng cảnh giới thì có thể dựa vào cảm nhận để phán đoán tu vi của đối phương. Trốn thôi. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Dương Bách Xuyên, hắn không chút do dự biến mất. Hắn không ngờ lão bất tử này lại di chuyển nhanh thế, gần như không cho mình thời gian thở dốc. Từ điểm này phán đoán, cũng chứng tỏ tốc độ truy đuổi mình của đối phương không hề chậm hơn tốc độ mình chạy chút nào, điều này làm cho trong lòng Dương Bách Xuyên căng thẳng. Có thể tưởng tượng một khi bị lão bất tử này đuổi kịp hắn, chuyện sau đó sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên vào lúc nguy cấp Dương Bách Xuyên có thể tiến vào bình càn khôn để trốn thoát, thế nhưng giờ phút này bên trong không gian bình càn khôn có thể có một đại gia đình và 300 đệ tử vân môn, cho dù có thể hắn cũng không dám mạo hiểm tiến vào bình càn khôn. Điều duy nhất hắn có thể làm là chạy trốn.
không chắc chắn có thể đấu lại lão bất tử kình thiên môn kia thì chỉ có thể như thế. Nhưng hiện giờ, điều Dương Bách Xuyên lo lắng chính là chân khí trong cơ thể mình có thể kiên trì đến lúc cắt đuôi được vị lão tổ kình thiên môn này không. Sau khi mạo hiểm tránh thoát một đòn, lần này lúc Dương Mỗ chạy trốn gần như là không có thở dốc, chỉ có thể một hơi chạy ra khỏi 3-4 vạn dặm, lúc hắn cảm thấy chân khí trong cơ thể đã tiêu hao hơn phân nửa mới vô cùng kinh ngạc dừng lại. Hay mẹ nó, lần này chắc là có thể cắt đuôi lão bất tử đó rồi chứ. Dương Bách Xuyên dừng ở bên cạnh một gốc cây cổ thụ, khung cảnh bốn phía tất cả đều là cổ thụ cao chọc trời và rừng rậm nguyên thủy, hắn cũng không biết mình đã đến nơi nào. Dù sao cũng là đang chạy trốn nên hắn chỉ có thể cắm đầu chạy. Đương nhiên sau khi dừng lại, Dương Bách Xuyên cũng không quên cảnh giác, vừa quay đầu nhìn về phía chân trời thì có tiếng xé gió truyền đến, Dương Bách Xuyên lập tức tức giận đến nỗi chửi ầm lên, lão bất tử âm hồn bất tán à. Vẫn là lão tổ kình thiên môn đuổi theo hắn không rời đã đến, không còn cách nào khác, Dương Bách Xuyên đành tiếp tục chạy trốn. Nửa tiếng sau chính hắn cũng không biết mình đã chạy bao nhiêu đường, dù sao chân khí trong cơ thể cũng đã cạn kiệt, lúc này Dương Bách Xuyên chỉ có thể từ bỏ sử dụng linh thức chạy trốn, trong lòng vừa động lấy từ không gian bình càn khôn ra một quả linh đào để bổ sung chân khí, dưới chân vận chuyển chỉ xích thiên nhai công để tiếp tục chạy, chỉ là đổi qua đi trên mặt đất. Hắn xuyên qua rừng sâu, vượt qua núi cao, bơi qua sông, đạp qua thảo nguyên rồi đột nhiên đâm đầu vào sa mạc nóng rực. Không ngờ ở Sơn Hải giới cũng xuất hiện sa mạc, mà điều khiến hắn thầm kinh hãi chính là sau khi đâm đầu vào sa mạc mênh mông vô tận thì lại không còn tồn tại linh khí trời đất nữa. Điều này khiến trong lòng Dương Mỗ kinh hãi, âm thầm suy đoán chẳng lẽ mình đã bước vào tuyệt địa gì đó rồi sao? Trong lòng nghĩ vậy, hắn cũng không khỏi dừng bước, ngộ nhớ thật sự là tuyệt địa gì đó, sau khi đi vào còn toàn mạng trở ra không? Lúc mới nghĩ như vậy thì trong hiện thực lại xuất hiện một tấm bia đá cao 3 trượng, mắt hắn tập trung nhìn kỹ thì chỉ thấy trên đó viết 7 chữ lớn màu đen cấm địa nhân tộc Châu Tây Sơn. Sau khi thấy rõ 7 chữ lớn, cả người Dương Bách Xuyên cũng chấn động. Trước kia hắn cũng không biết về Châu Tây Sơn, nhưng khi trở lại trái đất, có một khoảng thời gian hắn đã xem qua tất cả điển tịch địa lý về Sơn Hải giới trong Điện La Phù. Địa hạt Đại Sơn có 5 châu. Tất cả 4 châu Đông Nam Bắc Trung đều là địa bàn của nhân tộc, duy nhất chỉ có Châu Tây Sơn lại là một châu không tồn tại tộc tu chân giả nào. Ở trong điển tịch đã giải thích rõ, Châu Tây Sơn là một sa mạc dài 600.000 dặm, hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, có rất nhiều nơi mà nhân tộc có thể sinh tồn, cho dù có một số nơi có tồn tại thiên thời địa lợi hay có hồ nước nhưng vẫn bị một số sinh linh sa mạc chiếm giữ. Cũng có rất nhiều nơi không tồn tại chút linh khí trời đất nào nên cũng không thích hợp tu luyện. Cũng có ghi chép là, những sinh linh sa mạc Châu Tây Sơn là những sinh linh bị nguyền rủa, là những sinh linh đạo trời vứt bỏ, bọn chúng tràn ngập oán khí đối với vạn vật sinh linh khác ở Sơn Hải giới, không hề có bất kỳ tình cảm nào, nơi chúng sinh sống không có một ngọn cỏ nào, có thể so sánh với yêu ma bát chuyển. Có thực vật sa mạc hút máu những sinh linh đó, trong vòng 100 dặm không thể nào sinh tồn, đã từng có cường giả nhân loại nhiều lần mạo hiểm vào sâu trong sa mạc. Nhưng từ đó đến giờ vẫn chưa từng bước ra. Còn có ghi chép rằng sâu trong Châu Tây Sơn chính là vương triều viễn cổ. Trong lịch sử Sơn Hải giới, đã từng có một vương triều tu chân thống nhất 4 địa hạt lớn của Sơn Hải giới và hình thành vương triều Sơn Hải, nhưng nó đã trở thành truyền thuyết, mãi mãi biến mất ở sâu trong sa mạc mênh mông, bị trời phạt trừng phạt nguyền rủa thần thoại vương triều. Vương triều Sơn Hải trong truyền thuyết vô cùng hùng mạnh, đã từng vượt qua trận chiến Thiên Trảm. Còn có tin đồn là ai có thể tìm được vương triều Sơn Hải và lấy được thiên tỷ ấn của Sơn Hải giới là có thể thống nhất Sơn Hải, có được pháp lực tu vi vô thượng. Trong lịch sử Sơn Hải giới, bất kể là nhân tộc hay yêu tộc đều từng những cuộc tìm kiếm Châu Tây Sơn với quy mô lớn, muốn tìm được vương triều Sơn Hải giới trong truyền thuyết, lấy được thiên tỷ ấn của Sơn Hải giới và thống nhất Sơn Hải giới trở thành chúa tể một giới, nhưng lịch sử ghi lại, tiến vào bao nhiêu thì chết bấy nhiêu. Còn có một lần là vạn năm trước, hai thế lực nhân tộc và yêu tộc như nước lửa bất dung, vì mục đích muốn khám phá Châu Tây Sơn nên hai bên đã hợp lực thám hiểm Châu Tây Sơn, đúng là một tổ chức đoàn đội khổng lồ trước nay chưa từng có ở cả Sơn Hải giới. Kết quả là lần đó hai bên đã chết thương hơn 10 vạn sinh mạng, có trốn ra được cũng không được bao lâu thì chết. Bọn họ đã cảnh cáo thế hệ sau, không được tìm kiếm di tích vương triều Sơn Hải để vui đùa,
cho nên sau này Châu Tây Sơn biến thành cấm địa của nhân tộc, không được xâm nhập. Đây là lời răn dạy của tổ tiên ở các nhà sơn hải giới. Nghĩ vậy, Dương Bách Xuyên dường như hơi hiểu được tại sao hiện tại tu sĩ mạnh nhất sơn hải giới vẻn vẹn mới chỉ nói là cảnh giới xuất khiếu, rất có khả năng là do một lần thám hiểm sa mạc thần bí vương triều Sơn Hải vào vạn năm trước nên các cao thủ và truyền thừa đều bị tuyệt hậu. Nhìn thấy tấm bia đá, sắc mặt Dương Bách Xuyên hơi trắng bệch, hắn nghĩ vẫn nên lui ra ngoài rồi tính sau, nơi này có thể bị toàn bộ Sơn Hải giới gọi là vùng đất nguyền rủa, cấm địa nhân tộc thì đương nhiên có chỗ tà môn. Nhưng không ngờ vừa quay đầu lại, hắn lập tức nhìn thấy một bóng dáng mặc bạch y của lão tổ Kình Thiên Môn, mặt lão lạnh lùng đứng ở phía sau ranh giới giữa sa mạc và thảo nguyên. Lập tức nghe được hắn nở nụ cười nham hiểm rồi ôn tồn nói, tiểu tử, ngươi chạy tiếp đi. Sao ngươi không chạy nữa? Nghe lão bất tử này nói mà Dương Bách Xuyên hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng hắn thật sự không dám chạy vào sâu nữa. Thế nhưng không chạy mà lui về phía sau thì lại bị lão tổ của Kình Thiên Môn chặn, đánh không lại lão thì cũng phải chết. Lập tức, hắn chợt quyết tâm, bật cười nói, lão bất tử, không phải là sa mạc thôi sao? Ngươi tưởng tiểu gia không dám vào sao? Ha ha ha, nghe Dương Bách Xuyên nói, lão tổ của Kình Thiên Môn đột nhiên cười to, sau khi cười xong vẻ mặt nghiền ngẫm nói, vạn năm trước, tổ tiên giáo huấn là nhắm vào bất cứ tông môn nào của Sơn Hải giới. Bao gồm cả tán tu truyền thừa, chỉ cần là tu chân giả thì đều không cho phép bước chân vào sa mạc Châu Tây Sơn. Đương nhiên cho dù vào trong cũng chỉ có một con đường chết, lão phu xem nào, ngươi có bản lĩnh thì đi vào bên trong đi, lão phu tuyệt đối không đuổi theo ngươi, ha ha ha. Một tràng cười điên cuồng vang lên. Lão tổ của Kình Thiên Môn như chắc chắn Dương Bách Xuyên không dám bước vào sa mạc, trong lúc cười to đã bước từng bước ép sát Dương Bách Xuyên, giọng điệu u ám nói. Dám giết người của Kình Thiên Môn ta, hôm nay lão phu phải rút thần hồn luyện hóa vạn năm ra, nghiền xương cốt ngươi thành cho bụi. Sắc mặt Dương Bách Xuyên chợt thay đổi, lập tức không hề do dự mà vượt qua bia đá, dưới chân vận chuyển chỉ xích thiên nhai công, nháy mắt đã xông vào sa mạc cách mấy trăm mét, quay đầu nhìn lại, thấy lão tổ Kình Thiên Môn dừng ở trước bia đá, không đuổi theo. Lúc này đến lượt Dương Bách Xuyên bắt đầu chửi rủa, lão bất tử. Tiểu gia không phải người của Sơn Hải giới, ngươi cắn ta đi. Có giỏi đuổi theo đi. Ha ha ha. Vô sỉ tột cùng, tiểu tặc có giỏi thì ra đây. Lão bất tử, có giỏi thì ngươi vào đây. Hai người bắt đầu chửi nhau như hai mụ đàn bà tranh chua chửi bóng chửi gió. Lão tổ của Kình Thiên Môn tức tới mức cả người run rẩy, nói về chửi chửi bóng chửi gió thì có 10 lão cũng không phải đối thủ của người Trung Quốc Dương Bách Xuyên này. Lão rất muốn đuổi theo vào giết chết Dương Bách Xuyên nhưng nghĩ đến tổ tiên giáo huấn, nghĩ đến sự khủng bố của Châu Tây Sơn ghi chép trong điển tịch, cuối cùng lão đã dừng lại ở trước bia đá, không đuổi theo vào trong. Có điều thực sự bị lời chửi rủa của Dương Bách Xuyên chọc tức không nhẹ, lúc lật tay lại đã xuất hiện một cung tên trong tay, bắn một mũi tên về phía Dương Bách Xuyên ở ngoài trăm mét. Mẹ kiếp! Dương Bách Xuyên văng tục, quay người bỏ chạy. Hắn không ngờ trong tay lão bất tử này lại có cung tên, mặc dù là linh khí nhưng ở nơi không có linh khí trời đất này, uy lực vẫn là rất lớn. Quan trọng là chạy trốn cả đường, linh khí trong người hắn gần như đã cạn kiệt, nếu không phải có linh đào chống đỡ bổ sung chân khí, việc này chính là mục tiêu sống. Trong chớp mắt, Dương Bách Xuyên đã biến mất trong tầm mắt của lão tổ Kình Thiên Môn. Nhìn bóng lưng rời đi của Dương Bách Xuyên, lão tổ Kình Thiên Môn tức đến nghiến răng nghiến lợi. Mặt mày u ám nói, lão phu sẽ ở đây chờ, xem tiểu tử ngươi có bản lĩnh lớn cỡ nào, dám bước vào sâu trong sa mạc thật. Sau khi nói xong, lão tổ Kình Thiên Môn dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, quyết tâm canh ở trước bia đá, trong lòng lão nghĩ Dương Bách Xuyên không dám vào sâu trong sa mạc, sự khủng bố của sa mạc Châu Tây Sơn gì cũng có, không ai dám vào sâu bên trong. Lão vô cùng rõ ràng điểm này. Lão tổ Kình Thiên Môn ngồi liền 3 ngày. Lúc hoàng hôn ngày thứ 3, ba trưởng lão dẫn theo hơn 100 đệ tử Kình Thiên Môn đuổi đến. Sau khi những đệ tử này đến, lão tổ Kình Thiên Môn trực tiếp ra lệnh để những tất cả đệ tử này đều canh gác trước bia đá, một khi có tin tức của Dương Bách Xuyên thì lập tức thông báo với lão, còn lão thì đã rời khỏi hiện trường. Sau khi lão tổ Kình Thiên Môn rời đi, những đệ tử ở lại đây, từng người trông vô cùng uể oải. Nhưng dường như ngại nhiệm vụ của lão tổ nên không thể không đóng giữ chờ tin tức của Dương Bách Xuyên. Mà lúc này chỗ cách cột mốc ranh giới mấy nghìn mét,
Dương Bách Xuyên bò phía sau cồn cát, nhìn rõ mồn một hành động xung quanh bia đá hoặc nói là lão tổ Kình Thiên Môn và những đệ tử này trong 3 ngày nay. Sau khi hắn thấy lão tổ Kình Thiên Môn rời đi, đã lập tức muốn đứng dậy giết ra ngoài. Dù sao trong mắt hắn những đệ tử Kình Thiên Môn ở lại canh giữ này không hề đáng sợ, bên trong không có một sự tồn tại cảnh giới xuất khiếu nào, đối với hắn cho dù người canh gác có nhiều hơn gấp đôi cũng chẳng sao. Nhưng sau khi hắn đứng dậy thì đã dừng lại, nghĩ kỹ lại đây rất có thể là âm mưu của lão tổ Kình Thiên Môn kia, ngoài mặt lão già tự mình rời đi, cho đệ tử ở lại canh gác, thực ra là lão đang trốn đi, có thể là để dụ dỗ hắn ra ngoài nhỉ. Nghĩ lại đúng là có khả năng này, so với tu sĩ xuất khiếu kỳ, nhiều nguyên anh hơn cũng đều là run rễ, hắn có thể nghĩ đến điểm này, lão tổ Kình Thiên Môn như lão ta cũng có thể nghĩ đến. Cho nên Dương Bách Xuyên đoán đây chính là cố tình để hắn cho rằng lão tổ Kình Thiên Môn đã rời khỏi rồi dụ hắn ra, lão già này chắc chắn sẽ lập tức xuất hiện đối phó hắn. Dương Bách Xuyên suy nghĩ, vẫn quyết định thăm dò chút, nếu lão tổ Kình Thiên Môn đã rời đi thật, vậy thì đúng lúc hắn cũng sẽ rời đi, dù sao hắn vẫn rất kiêng dè uy danh khủng bố của sa mạc Châu Tây Sơn. Lịch sử Sơn Hải giới nhiều cao thủ kiêu hùng như vậy đều chết ở trong sa mạc. Hắn còn chưa kiêu ngạo đến mức có bản lĩnh sinh tồn một mình trong sa mạc. Nếu như lão tổ Kình Thiên Môn quả thật có âm mưu âm thầm chờ đợi hắn ra ngoài rồi bắt lấy, vậy thì Dương Bách Xuyên sẽ phải đưa ra quyết định, cùng lắm thì xông pha sa mạc. Dù sao cũng không còn đường lui, không bằng tiến vào sâu trong sa mạc tìm kiếm đường ra ngoài, hắn không tin mấy trăm ngàn dặm Châu Tây Sơn đều có thể bị Kình Thiên Môn lấp kín. Hơn nữa tính toán xấu nhất là thật sự gặp phải nguy hiểm. Hắn sẽ trốn vào bình càn khôn tu luyện, cuối cùng không chết được. Tu luyện mấy chục mấy trăm năm, tu vi sẽ có thể đột phá, đến lúc đó rồi ra ngoài, có thể giết chết lão tổ Kình Thiên Môn, hắn cũng không tin lão già này sẽ cho người canh ở nơi này mãi. Có điều hắn không vội, vẫn trốn ở sau cồn cát quan sát, mặc dù sa mạc này không có linh khí trời đất, nhưng trên người hắn có tồn tại bình càn khôn, mà trong bình càn khôn có núi linh đào. Có đầy linh đào bổ sung linh khí thì không vây chết được hắn. Vừa hấp thụ linh khí của linh đào khôi phục chân khí trong người, Dương Bách Xuyên trốn sau cồn cát không có động tĩnh, mà đệ tử Kình Thiên Môn ở xung quanh bia đá cũng chưa rời đi, trông dáng vẻ đúng là định đóng quân thời gian dài. Ngày thứ 9, chân khí trong người Dương Bách Xuyên đã khôi phục đến đỉnh phong, hắn cũng không định đợi tiếp nữa, quyết định đi thăm dò, nếu lão tổ Kình Thiên thật sự trốn trong chỗ tối. Hắn sẽ không hề do dự vào sâu trong sa mạc tìm kiếm lối ra khác, không tin người sống sờ sờ còn có thể thật sự bị vây chết trong sa mạc. Kiếm đầu long trong tay chợt cử động, nhanh chóng xông tới chỗ bia đá. Một đệ tử Kình Thiên Môn thấy Dương Bách Xuyên nhanh chóng xông qua, bị dọa tới sắc mặt biến đổi, há miệng hô, Dương. Phập. Một chữ Dương vừa hô ra đã bị Dương Bách Xuyên chém bay đầu. Ba trưởng lão Nguyên Anh viên mãn lúc trước bị Dương Bách Xuyên đánh trọng thương lúc này đã khôi phục thương thế, dù sao tu vi vẫn mạnh hơn đệ tử bình thường, lúc Dương Bách Xuyên chém chết đệ tử đầu tiên đã phát hiện ra, một người trong đó nhanh chóng bóp nổ một phù chú trong tay. Một tiếng chói tai lập tức cắt qua bầu trời bao la. Khóe mắt Dương Bách Xuyên thấy phù chú truyền tấn phóng lên, trong lòng thầm than, quả nhiên lão bất tử chưa rời đi, đang đợi mình mắc bẫy. Ngay tức thì hắn hừ lạnh, thân hình chợt lóe giết về phía một trưởng lão Nguyên Anh đại viên mãn trong đó. Mà lúc này một khí thức đào núi lấp biển vọt lên 9 tầng mây, từ xa bay tới nhanh như chớp. Khóe mắt Dương Bách Xuyên liếc qua quả nhiên là lão tổ Kình Thiên Môn. Lúc này trong lòng hắn nổi nóng, một kiếm toàn lực bổ xuống trưởng lão này. A! À. Mặc dù đối mặt với một kiếm của Dương Bách Xuyên, trưởng lão này đã toàn lực chống đỡ, nhưng ông ta đâu phải là đối thủ của Dương Bách Xuyên. Trong tiếng kêu thảm thiết, Dương Bách Xuyên trực tiếp phá vỡ phòng ngự của trưởng lão này chết ngay lập tức, bị một kiếm của Dương Bách Xuyên bổ xuống từ ấn đường, lần này nguyên thần cũng bị hủy. Hừ, muốn chết. Quỳnh. Phụt. Sau khi Dương Bách Xuyên chém chết trưởng lão này, sau lưng cũng bị dính một đòn mạnh mẽ. Chính là lão tổ Kình Thiên Môn đuổi tới trong nháy mắt ra tay. Hắn há miệng ói máu, cảm thấy xương cốt toàn thân đều như gãy ra, cả người bay ra ngoài, nhưng lại cười khổ bản thân tham lam, nếu không giết trưởng lão Kình Thiên Môn này, thì có thể rút lui an toàn. Bây giờ lại bị lão tổ Kình Thiên Môn đánh một đòn vào lưng,
lúc này chân khí trong người đều bắt đầu rối loạn. Trong nháy mắt hắn cảm nhận được lão tổ Kình Thiên Môn đã lại đến bên cạnh, lúc này Dương Bách Xuyên bị dọa gần chết, trong lòng chợt động nổi lên kình đạo, vận chuyển linh thức chạy trốn trong nháy mắt. Mặc dù sau lưng ăn một đòn nặng nề, nhưng trốn vào sâu trong sa mạc thì vẫn có thể làm được. Dù sao hắn đoán chắc lão tổ Kình Thiên Môn không dám đuổi theo vào là được. Ngay sau đó đã xuất hiện trong sa mạc cách mấy trăm mét. Quẹ! Lại nôn ra máu tươi, vừa quay đầu thấy khuôn mặt u ám của lão tổ Kình Thiên Môn nhìn chằm chằm hắn. Khụ khụ, Dương Bách Xuyên ho khan, sau đó nhìn lão tổ Kình Thiên Môn, hắn biết lão bất tử này là quyết tâm canh ở đây không đợi hắn rời khỏi, lập tức quyết định tiến vào sâu trong sa mạc. Sau khi vận chuyển chân khí dễ chịu hơn nhiều rồi, Dương Bách Xuyên chậm rãi nói, lão già, ngày sau nếu tiểu gia không chết, nhất định sẽ rút nguyên thần của ngươi ra làm thành đèn thần hồn. Sau khi bỏ lại một câu, lần này Dương Bách Xuyên không còn do dự, trực tiếp đi vào sâu trong sa mạc. Mặc dù một lần thăm dò bị trọng thương, nhưng cũng đã giết chết một trưởng lão Kình Thiên Môn, coi như huề rồi. Sa mạc mênh mông vô tận tràn ngập quá nhiều tin đồn, trong đó có tin đồn bậy bạ cũng có nguy hiểm thật sự. Sau khi Dương Bách Xuyên đi được hơn 10 dặm, hắn thả chậm bước chân, lão tổ của Kình Thiên Môn cũng không có ý đuổi theo, xem ra lão thật sự muốn vây chết mình trong sa mạc. Dương Bách Xuyên cũng rất bất đắc dĩ mới tiến sâu vào trong sa mạc, nếu có lựa chọn hắn tuyệt đối sẽ không tiến vào sa mạc, lúc bị lão tổ của Kình Thiên Môn đuổi theo chạy trốn, hắn hoàn toàn không nhìn phương hướng mà chỉ muốn chạy trốn, không ngờ lại đâm đầu vào châu Tây Sơn này. Theo ghi chép, toàn bộ châu Tây Sơn đều là sa mạc, khắp nơi đều là hoàn cảnh ác liệt. Dương Bách Xuyên cũng không dám thả chân chạy lung tung, từng bước đi của hắn đều rất cẩn thận, rất sợ sơ ý sẽ đụng phải thứ cổ quái gì đó. Trong sa mạc mênh mông vô tận, hoàn toàn không có sự sống, đi lâu dài sẽ làm cho người ta sinh lòng chán nản. Sau khi đi dạo cả ngày, đến lúc hoàng hôn, Dương Bách Xuyên đoán chừng đã đi được mấy trăm dặm đường, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút rồi mới đi tiếp. Vì không có linh khí trời đất tồn tại, Dương Bách Xuyên nghĩ có thể tiết kiệm chân khí thì tiết kiệm nên không phi hành, dù sao ở trong sa mạc cũng không có mục tiêu, chỉ là cứ thế đi về một phương hướng, vừa đi vừa nhìn với một tâm lý quan sát. Hắn tự an ủi bản thân coi như một cuộc hành trình phiêu lưu sa mạc. Lúc đi qua một cồn cát trong sa mạc, Dương Bách Xuyên ngừng lại chuẩn bị tiến vào không gian bình càn khôn để gặp mặt mọi người một lần. Dương Bách Xuyên cũng sợ sẽ xuất hiện chuyện bất trắc gì đó ở nơi không xác định này nên không dám thả mọi người ra khỏi không gian bình càn khôn, hắn nghĩ chờ khi ra ngoài hoặc là tìm một nơi tương đối an toàn sau đó mới thả mọi người ra được. Vừa mới ngồi xuống cồn cát nghỉ ngơi, lúc hắn vừa định lấy hơi vào bình càn khôn thì không ngờ bên tai lại truyền đến âm thanh như có như không. Dương Bách Xuyên vỉnh lỗ tai lên lắng nghe, hình như loáng thoáng nghe được ở cách đây mấy trăm mét có âm thanh vang lên. Hơn nữa còn là giọng nói của người. Nhanh, nhanh. Hắn nghe không rõ lắm nhưng vẫn có thể nghe thấy có người nói chuyện, giọng điệu nghe có vẻ rất vội vàng. Điều này khiến trong lòng Dương Bách Xuyên sửng sốt, không phải trong sách cổ đã nói không ai dám tiến vào sa mạc châu Tây Sơn sao? Tại sao có thể có tiếng nói của con người chứ? Nghe âm thanh cách đây mấy trăm mét, trong lòng Dương Bách Xuyên hơi động. Lúc đưa mắt nhìn lại cũng là vừa ngẩng đầu nhìn thấy phía chân trời có một trận bão cát thật lớn nổi lên. Đó là phương hướng của âm thanh phát ra. Bão cát ở trong sa mạc là hiện tượng tự nhiên rất phổ biến, thế nhưng Dương Bách Xuyên nhìn thấy bão cát như thể che khuất bầu trời nhanh chóng thổi tới, lại là khí thế hung mãnh vô cùng, làm cho người ta có thể nghĩ đến cảnh tượng càn quét cả trời đất, rất khủng khiếp. Mà sau một khắc, Dương Bách Xuyên nhìn thấy trên đường chân trời có mấy bóng người đang chạy như điên về phía mình, mục tiêu chính là chỗ hắn đứng. Trong đầu Dương Bách Xuyên chợt hiểu ra, đối mặt với bão cát cường đại thế này, hình như chỉ có cồn cát ở chỗ hắn đứng là nơi duy nhất có thể tránh né. Cồn cát ở chỗ hắn là một mảng lớn, có cao thấp khác nhau, là một mảnh rừng cồn cát, trái lại là một chỗ tốt để tránh bão cát. Nhìn ba bốn bóng dáng nhanh chóng chạy như điên đến đây. Trong lòng Dương Bách Xuyên vừa động núp ở sau một cồn cát. Gặp phải người ở những nơi thế này vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Sơn Hải giới đều lưu truyền giáo huấn của tổ tiên là không thể tiến vào sa mạc châu Tây Sơn, thế nhưng những người này có thể xuất hiện nói không cũng không phải là hạng người đơn giản.
Ngay cả lão bất tử là lão tổ kình thiên môn kia cũng không dám bước vào sa mạc, mà ba bốn người này lại xuất hiện trong sa mạc, đây chính là điểm rất đáng ngờ. Nhưng Dương Bách Xuyên không có hiểu biết nhiều về toàn bộ Sơn Hải giới, huống chi là cấm chế nhân tộc bước vào sa mạc Châu Tây Sơn. Cho nên hắn phải cẩn thận ở khắp mọi nơi, sợ sẽ bị lật thuyền trong mương. Tốc độ bão cát quét tới rất nhanh, nhưng trong mắt Dương Bách Xuyên, tốc độ của mấy người chạy đua với bão cát còn nhanh hơn, bước chân của mỗi người dường như là loại thần thông tốc độ nào đó, chỉ trong nháy mắt đã chạy vào trong rừng cồn cát, lập tức trốn ở sau cồn cát. Tổng cộng có 4 người, 3 nam và 1 nữ. Đương nhiên đây không phải là trọng điểm, quan trọng là Dương Bách Xuyên phát hiện 4 người này toàn bộ đều là cảnh giới xuất khiếu, người phụ nữ duy nhất trong đó có tu vi xuất khiếu vào trung kỳ, còn lại 3 người đàn ông kia đều có tu vi cảnh giới xuất khiếu sơ kỳ. Thoáng cái đã đụng phải 4 tu sĩ cảnh giới xuất khiếu, điều này khiến trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng kinh ngạc. Toàn bộ kình thiên môn mới có 2 người cảnh giới xuất khiếu mà thôi. Hắn không ngờ sau khi đi vào sa mạc Châu Tây Sơn lại lập tức có thể gặp được 4 tu sĩ cảnh giới xuất khiếu. Thật sự làm cho Dương Bách Xuyên bất ngờ. Lúc này, bão cát rít gào ùn ùn kéo đến. Vù vù vù. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ trời đất đều rơi vào trong bóng tối, dưới bụi mù vĩ đại, Dương Bách Xuyên cảm nhận được áp lực cực lớn, toàn thân bị thành cát thổi qua, giống như bị châm cứu, vô cùng đau đớn. Hắn vội vàng vận chuyển chân khí phòng ngự mới cảm giác tốt hơn một chút. Đây là lý do tại sao hắn trốn sau cồn cát, Dương Bách Xuyên không dám nghĩ tới, nếu như hắn bị bão cát cuốn đi, liệu có xuất hiện tình huống hắn bị vạn đao cắt thịt không? Cho dù không có, nhưng nếu bị cát bụi mạnh như thế cuốn đi chắc chắn sẽ không dễ chịu gì. Cũng trong nháy mắt này, Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy cơ thể giống như bị nước nhấn chìm, xuất hiện cảm giác bị tảng đá lớn đè lên người. Đột nhiên bị đè xuống. Trời đất đều yên tĩnh. Nhưng Dương Bách Xuyên lại biết hắn đã bị cát bụi bao phủ rồi. Cũng may cát ngập trong người không dày lắm nên không có gì đáng ngại. Nhưng sau khoảng chừng 10 hơi thở, Dương Bách Xuyên cảm thấy cơn bão cát gào thét rồi rốt cuộc cũng tản đi. Thân thể bị cát chôn vùi, lớp cát bụi phủ lên người dày nửa mét nhưng cũng không ảnh hưởng đến thính lực của hắn. Lúc vừa định đứng dậy thì bên tai truyền đến một tiếng mắng chửi thô bỉ, bà nội nó, mỗi lần vào sa mạc đều phải ăn một bụng cát bụi, phi phi phi. Được rồi, lão tứ, bớt tức giận chút đi, lần này coi như may mắn rồi, không bị cuốn vào trong bão cát, nếu không không chết cũng bị lột ra. Một giọng nói khác vang lên. Tam ca, đệ chỉ tức giận chút thôi, cũng không phải chưa từng ăn cát. Lão tứ trước đó nói. Lúc này lại nghe thấy giọng nói lanh lảnh của một người trong số đó nói, chỉ cần tránh đi, ăn chút cát thì tính là gì chứ, được rồi, chuẩn bị lên đường đi. Chúng ta nhất định phải chạy tới Phong Lang Cốc trước khi trời tối, nếu không đến tối chúng ta sẽ để cho lũ trùng trong sa mạc ăn đấy. Được rồi, nghe nhị ca, ta cũng không muốn bị mấy con yêu trùng trong sa mạc nhớ thương đâu. Lão Tam nói. Lúc này... Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng nói chuyện của ba người đàn ông mà không nghe được giọng nói của người phụ nữ, trước đó hắn nhìn thấy có một người phụ nữ mà. Trong lòng hắn đang nghi hoặc thì chợt nghe thấy giọng nói đầu tiên hét lên với giọng thô bạo, này lão đại qua bên kia làm gì, lão đại, đi thôi. Không cần đi vội, ở đây vẫn còn một đạo hữu tồn tại. Một giọng nữ vô cùng mềm mại nói. Đến lúc này, trong lòng Dương Bách Xuyên kinh ngạc. Hắn suy đoán có thể đối phương đã phát hiện ra hắn, quả nhiên ngay sau đó giọng nói người phụ nữ vang lên lần nữa, nàng ta nói, vị đạo hữu này có thể ra đây gặp mặt được không? Trong phút chốc, Dương Bách Xuyên cảm giác được một cỗ chân khí xuyên thẳng qua cát bụi bay về phía mình, hắn biết giấu không nổi nữa, bị người ta phát hiện rồi, lúc này mới vận chuyển chân khí để hóa giải luồng chân khí này. Rào rào một tiếng, từ trong cát bụi đứng lên. Nhìn quanh bốn phía. Dương Bách Xuyên hắn cũng không hề e ngại, thế nhưng âm thầm vận chuyển chân khí chuẩn bị đối phó bất cứ lúc nào, đối phương phía bên kia tự ra tay với mình trước. Tuy nói trong bốn người, người có tu vi mạnh nhất chính là cảnh giới xuất khiếu trung kỳ, còn lại là cảnh giới xuất khiếu sơ kỳ. Nếu một đấu một thì đương nhiên hắn không sợ hãi chút nào, nhưng mà nếu bốn người liên hợp lại, Dương Bách Xuyên vẫn rất kiêng dè, dù sao cũng là tu sĩ cảnh giới xuất khiếu. Cũng may vừa rồi người phụ nữ gọi hắn dùng chân khí không phải để dọa chết đối thủ, điều này làm cho Dương Bách Xuyên không lập tức phản kích.
Sau khi đứng lên nhìn thoáng qua bốn người, Dương Bách Xuyên chắp tay lại nhìn về phía mấy người và nói, rất vui được gặp bốn vị đạo hữu, tại hạ núp ở đây để tránh bão cát, không ngờ gặp phải bốn vị đạo hữu, đúng là duyên phận. Trên mặt Dương Mỗ mang theo ý cười, nếu như có thể không nảy sinh xung thì không còn gì tốt hơn rồi. Tiểu tử, người cũng là khách phiêu lưu à? Lão Tứ trước đó nói chuyện với giọng thô bạo, giờ lại dùng giọng điệu trầm khàn nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên hỏi. Nhìn tướng mạo và thân thể của người này giống như tháp sắt vậy, Dương Bách Xuyên âm thầm đơn giản đánh giá hắn ta. Lúc này, Dương Bách Xuyên còn chưa nói gì, người phụ nữ đưa tay ngăn cản tráng hán như tháp sắt, mỉm cười nhìn Dương Bách Xuyên nói, đạo hữu khách sáo rồi, nô gia là Trịnh Bân Bân, Bân Bân hào hoa phong nhã, bọn họ là ba vị huynh đệ của ta. Ngay lúc Trịnh Bân Bân tự giới thiệu bản thân, khóe mắt Dương Bách Xuyên nhìn thấy ba người đàn ông bên cạnh nàng ta đều co rút khóe miệng, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ không phải nho nhã lễ độ. Nhưng nhìn Trịnh Bân Bân đích thật là hào hoa phong nhã, rất có khí chất tiết chế. Ngay sau đó, chỉ thấy Trịnh Bân Bân chỉ vào thanh niên trẻ nhất và nói, đây là nhị đệ Bạch Tiểu Sinh của ta. Ngay sau đó, nàng ta lại chỉ vào người đàn ông có đôi mắt đào hoa và nói, tam đệ Hoa Liễu Tường, tứ đệ Thiết Hùng. Cuối cùng chỉ về phía tráng hán tháp sắt. Dương Bách Xuyên nghe một hồi, ban đầu còn tưởng bốn người bọn họ là huynh muội ruột thịt, bây giờ xem ra là tình huynh đệ kết bái. Quả nhiên, người phụ nữ tự xưng là Trịnh Bân Bân nói thêm, bốn người chúng ta đều là huynh muội kết bái. Một câu kết bái khiến trong đầu Dương Bách Xuyên nhớ tới đại ca kết bái của mình Vượn Trắng Bạch Khởi. Trong lòng hắn vô thức ôn hòa hơn rất nhiều. Lúc này mới chắp tay tự giới thiệu nói, tại hạ là Dương Bách Xuyên, rất vui được gặp bốn vị đạo hữu. Lần này năm người xem như quen biết nhau rồi. Lúc này Dương Bách Xuyên mới đi tới chỗ đại tỷ Trịnh Bân Bân trong nhóm bốn người đó, ở trong mắt Dương Bách Xuyên vóc người nàng ta cao gầy, mặc một bộ giáp mềm bạc trắng, mái tóc dài đen nhánh óng ả tùy ý búi sau đầu, cả người toát lên khí khái anh hùng. Đặc biệt nhất là vị đại tỷ này có một đôi mắt to tròn, vô cùng sáng ngời. Là bảo thạch thu hút sự chú ý của người khác, tựa như ngôi sao sáng chói trên 9 tầng trời. Lúc Dương Bách Xuyên nhìn qua, nàng ta mỉm cười, làm cho người ta có một loại cảm giác như gió xuân, rất thân thiết. Hừ tiểu tử, nhìn cái gì, chưa từng thấy qua mỹ nhân cỡ như lão đại của ta à, còn nhìn nữa ta đánh chết ngươi. Đúng lúc này, lão tứ Thiết Hùng đứng ở bên cạnh trừng mắt nhìn Bách Xuyên rồi hừ lạnh. Ách khụ khụ, Dương Bách Xuyên nghẹn lời. Nhưng lúc này, Trịnh Bân Bân trừng mắt nhìn Thiết Hùng rồi nói, lão tứ, nói gì đấy? Không có chút lịch sự nào, đừng có hở một chút là muốn đánh người. À bình thường không phải lão đại nói tất cả đều phải dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề sao, là chính tỷ nói rằng người có đạo lý trên đời này đều đã chết từ lâu rồi. Lão tứ Thiết Hùng vừa nhìn đã biết là một người thẳng thắn, có chuyện là sẽ nói ra ngay. Phụt! Lão Tam Hoa Liễu Tường ở một bên nghe được lão tứ bóc mẽ lão đại thì không khỏi bật cười. Lão nhị Bạch Tiểu Sinh cũng bày ra bộ dáng buồn cười. Dương Bách Xuyên liếc mắt qua, chỉ thấy khóe miệng Trịnh Bân Bân giật giật, hung tợn trừng mắt nhìn lão tứ Thiết Hùng, lúc này tay áo cũng bị sắn lên nhưng dường như sau khi phát hiện Dương Bách Xuyên nhìn về phía nàng ta, Trịnh Bân Bân vội vàng nặn ra một nụ cười với Dương Bách Xuyên, lập tức quay đầu nói, lão tứ à. Từ sau khi đầu bị cửa kẹp nên thường xuyên nhớ lầm chuyện đúng không, lời thô lỗ như thế làm sao có thể là đại tỷ nói chứ? Lão đại, đầu ta từng bị cửa kẹp lúc nào chứ? Ta nhớ rõ ràng tỷ nói như thế mà. Ta, không, có, Trịnh Bân Bân gần từng chữ, lúc nhìn về phía lão tứ thì đưa lưng về phía Dương Bách Xuyên, vẻ mặt nàng ta lạnh thấu xương. Điều này làm cho cả người lão tứ Thiết Huynh chấn động. Dường như chợt nhớ tới mình đã phạm phải một sai lầm lớn, gã quên mất vị lão đại nhà mình quan tâm nhất đến vấn đề hình tượng của nàng ta ở trước mặt người ngoài, mỗi lần đều tự cho mình là tiểu thư khuê các, thục nữ, lễ độ, nho nhã, chứ thực ra. Nàng ta thật sự chính là một con hổ. Lúc này, sau khi Thiết Hùng chợt nhận ra mình đã nói sai, lập tức đối mặt với ánh mắt hận không thể xé nát gã của lão đại, cả người gã không khỏi run rẩy. Nhưng lúc này, bên tai gã cứ nghe được giọng nói nhẹ nhàng của lão đại nhà mình như có thể biến được xương cốt thành mềm nhũn. Nàng ta nói, lão tứ à, ngươi qua đây với đại tỷ muốn dặn dò ngươi mấy câu. A, lão, ta sai rồi. Lại đây.
Ồ! Vẻ mặt Dương Bách Xuyên hiện lên sự khó hiểu, chỉ thấy Trịnh Bân Bân lắc lư vòng nhỏ nhắn đi tới sau một đống cồn cát, mà Thiết Hùng thì hai chân run rẩy nơm nớp lo sợ đi theo. Sau một khắc, bóng dáng hai người biến mất, thế nhưng Dương Bách Xuyên lại nghe được từng tiếng đụng chạm, còn có từng tiếng kêu rên đau đớn. Khoảng chừng qua 10 phút sau lại thấy Trịnh Bân Bân vẫn mỉm cười như gió xuân từ phía sau cồn cát đi ra. Chỉ chốc lát sau, Thiết Hùng cũng lết xác đi ra. Về phần lão nhị Bạch Tiểu Sinh với lão tam Hoa Liễu Tường thì một người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, như thể trên chân trời có tồn tại thứ gì đó, một người cúi đầu vô cùng chuyên tâm nhìn chằm chằm chân của mình. Một lúc sau, Dương Bách Xuyên đột nhiên nhìn thấy trên mặt Thiết Huynh có đôi mắt gấu trúc, suýt nữa thì đã không nhịn được cười, lúc này dù hắn có ngốc cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Vị đại mỹ nhân Trịnh Bân Bân này, nhìn thì nho nhã lễ độ nhưng thật ra từ trong xương tủy tràn ngập bạo lực, nhưng chung quy vẫn là một đại mỹ nữ đứng trước mặt người ngoài như hắn đây thì cực kỳ để ý vẻ ngoài. Nhưng mà tứ đệ là kẻ có cái đầu không lanh lẹ, não gã không khi nào vận động được, dám để cho nàng ta mất mặt, chuyện này làm sao mà đại mỹ nhân Trịnh chịu nổi chứ? Dương Bách Xuyên nghĩ nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ đánh chủ của cái đầu ngu si này là lão tứ Thiết Hùng. Thân là con gái ai không yêu cái đẹp, ai đi ngủ mà không quan tâm dáng vẻ của mình. Đây là bình thường thôi. Nhưng mà ở một mặt nào đó trong lòng Dương Bách Xuyên cũng có tính toán, nghĩ kế tiếp khi tiếp xúc với Trịnh Bân Bân vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, nếu không có khi hắn cũng sẽ bị đánh. Trong khi Dương Bách Xuyên đang miên man suy nghĩ, Trịnh Bân Bân đã tiến đến, nói, Dương Đạo Hữu đợi lâu rồi, ta có nói chút chuyện với tứ đệ. À đúng rồi, Dương Đạo Hữu cũng là khách phiêu lưu hả? Đến đây là Hoa Vô Diệp đúng chứ? Câu hỏi tùy ý nhưng lọt vào lỗ tai Dương Bách Xuyên thì hắn thầm nghĩ xem ra bây giờ mới bước vào chủ đề chính. Đối với việc Trịnh Bân Bân nhắc đến khách phiêu lưu, hiển nhiên Dương Bách Xuyên cũng biết, năm đó hắn biết đến đoàn thể khách phiêu lưu này là khi ở thành Yêu Quang, khách phiêu lưu là một đám người chơi với lửa, ăn cơm tu chân, xuất nhập sơn hải giới khắp các nơi hiểm ác, thu hoạch thiên tài địa bảo. Dùng để đổi lấy tài nguyên tu luyện, đương nhiên cũng có người trở thành khách phiêu lưu vì muốn rèn luyện mài giũa tâm cảnh của mình để đột phá, dù sao mạo hiểm cũng là một cách để tu luyện. Chẳng qua khách phiêu lưu chuyên nghiệp đều có tín ngưỡng mạo hiểm và tổ chức. Đối mặt với câu hỏi của Trịnh Bân Bân, Dương Bách Xuyên ngẫm một lúc rồi nói, tại hạ là đơn độc đi mạo hiểm, quả thực đến đây vì Hoa Vô Diệp. Đối mặt với bốn người bọn Trịnh Bân Bân hắn vừa quen biết, còn chưa tới mức thổ lộ tâm tình. Tất nhiên sẽ không nói hắn vì bị người ta đuổi giết, bắt phải tiến vào sa mạc, mà nói mình đơn độc đi mạo hiểm là thích hợp nhất rồi. Dù sao thế giới tu chân xưa giờ không thiếu khách phiêu lưu độc lai độc vãng. Mà Hoa Vô Diệp trong miệng Trịnh Bân Bân, Dương Bách Xuyên nhanh chóng nhớ lại trong đầu một chút là biết, Hoa Vô Diệp chính là một loại thiên tài địa bảo chỉ tồn tại ở sa mạc Châu Tây Sơn. Cây không có lá 3.000 năm mới có thể nở hoa, vô cùng khan hiếm. Là loại đan dược linh dược luyện chế thần hồn, rất hiếm có, cũng là linh hoa gia tăng sức mạnh thần hồn. Tu vi hiện lại là cảnh giới xuất khiếu, tăng sức mạnh của thần hồn lên có thể tăng cường hồn lực của hai thần em Mờ Dương và ngược lại. Sau khi nghe Dương Bách Xuyên nói xong, vẻ mặt Trịnh Bân Bân vui vẻ, nói, trùng hợp quá, huynh muội chúng ta cũng đến đây vì Hoa Vô Diệp, không bằng Dương Đạo Hữu gia nhập với bọn ta đi. Tuy Hoa Vô Diệp chỉ có ở sa mạc Châu Tây Sơn này, nhưng sa mạc mênh mông muốn tìm thấy Hoa Vô Diệp cũng khó, vừa hay trong tay ta có một chỗ sinh trưởng Hoa Vô Diệp. Nếu Dương Đạo Hữu gia nhập với bọn ta, khi thu hoạch Hoa Vô Diệp hiển nhiên sẽ không thiếu phần của ngươi, ngươi thấy sao? Nói xong, Trịnh Bân Bân dùng đôi mắt tròn to đen láy nhìn Dương Bách Xuyên, tràn ngập chờ mong, sâu trong mắt lại có ánh sáng lập lòe, ai cũng không biết nàng ta đang nghĩ gì. Dương Bách Xuyên nghe xong Trịnh Bân Bân nói chuyện. Hắn nhìn nàng ta cười nghiền ngẫm mà không nói gì, hắn chưa bao giờ tin vào chuyện tốt sẽ có cái bánh từ trên trời rơi xuống. Sao vậy Dương Đạo Hữu không muốn hả? Lúc này ý cười trên mặt Trịnh Bân Bân biến mất, dáng vẻ như rất tức giận. Còn Dương Bách Xuyên lại cười ha ha, híp mắt lại nói, có thể được một đại mỹ nhân cỡ như Trịnh Đạo Hữu đây mời chia một miếng bánh, đó là chuyện cực kỳ tốt. Nói đến đây, Dương Bách Xuyên tạm dừng một chốc, hắn kéo dài giọng nói. Nhưng mà, Dương mỗ sợ là vô phúc nhận ơn của mỹ nhân, con người ta khá là thiết thực, trước giờ không tin vào chuyện tốt như có miếng bánh từ trên trời rớt xuống,
nếu như theo lời của Trịnh Đại Mỹ Nhân thì tuy hoa vô diệp chỉ sinh trưởng ở sa mạc nhưng muốn tìm được một gốc cây phải cần có cơ duyên. Tuy nhiên trong tay Trịnh Đạo Hữu lại nắm một địa điểm sinh trưởng của hoa vô diệp, hơn nữa đã có bốn huynh muội nhà ngươi, thêm một người là ta nữa, ngươi mời ta gia nhập vào nhóm mấy người các ngươi thì ta đây nhận được của hời mà chẳng mất gì rồi. Thế thì làm sao mà Dương Mỗ đây dám nhận lấy ý tốt của Trịnh Đạo Hữu? Vậy đi, mọi người đều là người sáng suốt, Trịnh Đạo Hữu đi thẳng đến chỗ có hoa, có chuyện gì cần Dương Mỗ ra tay, nếu làm được thì đến lúc đó Dương Mỗ mới yên tâm thoải mái nhận ý tốt của Trịnh Đạo Hữu được. Ý của Trịnh Đạo Hữu thế nào? Lời nói của Dương Bách Xuyên gần như rất rõ ràng, đừng lừa gạt ông đây không thích lừa dối, có chuyện gì thì nói cho rõ ràng, nếu không đừng trách Dương Mỗ trở mặt. Tuy đối phương có bốn người, nhưng nếu thật sự đánh nhau thì có lẽ Dương Bách Xuyên không phải đối thủ của bọn họ, nhưng nếu Dương Bách Xuyên mà muốn chạy thì bốn người bọn họ đừng mơ mà cản được. Chờ Dương Bách Xuyên dứt lời. Vẻ mặt tinh nghịch của Trịnh Bân Bân nhìn Dương Bách Xuyên nở nụ cười nhưng không nói gì, ngược lại liếc lão tam Hoa Liễu Tường bên cạnh một cái. Ngay sau đó Hoa Liễu Tường tiến lên một bước, giận dữ nói, không phải vì muốn nâng đỡ tiểu tử nhà ngươi, lão đại nhà ta có lòng tốt mời ngươi là đã nể mặt ngươi lắm rồi, tiểu tử ngươi lại còn dám nói ra mấy câu vô nghĩa đấy, vậy để Hoa Mỗ đi thử xem tiểu tử ngươi có tư cách gì đến không biết điều như thế. Hoa Liễu Tường nói xong thì lập tức vung một nắm đấm về phía Dương Bách Xuyên, đập thẳng đến trước mặt của Dương Bách Xuyên. Lúc này, Dương Bách Xuyên đứng yên tại chỗ nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ giễu cợt. Làm sao Dương Bách Xuyên lại không nhìn ra được đối phương muốn thăm dò hắn chứ? Đối mặt với một quyền của lão tam Hoa Liễu Tường, hắn nở một nụ cười lạnh lùng, giơ tay tung ra một quyền. Bịch! Hai quyền va chạm vào nhau. Tiếng gầm rú vang lên. Dương Bách Xuyên lùi lại ba bước. Hoa Liễu Tường trực tiếp bay ngược ra ngoài mười mấy mét, khó khăn lắm mới dừng lại được, khóe miệng chảy máu. Hai người đều là tu vi xuất khiếu sơ kỳ, nhưng ai mạnh ai yếu lập tức thấy rõ ngay. A tiểu tử, tìm chết. Hoa Liễu Tường cảm thấy mất hết mặt mũi, Dương Bách Xuyên cũng tu vi như vậy nhưng chỉ lui về sau ba bước, có vẻ rất nhẹ nhàng, còn y lại bị hộc máu. Mất hết mặt mũi trước mặt huynh đệ và lão đại, lập tức nổi giận gầm lên, lại lần nữa vọt về phía Dương Bách Xuyên. Hoa Liễu Tường gào lên, trên đỉnh đầu xuất hiện một cột sáng màu trắng, sau lưng hình thành hư ảnh cao ba trượng. Dương Bách Xuyên hơi nhếch miệng, hắn biết đây là dương thần xuất khiếu của Hoa Liễu Tường, nhưng ở trong mắt hắn cũng chỉ là dương thần xuất khiếu ba trượng mà thôi, không thể so với em mờ dương nguyên thần chín trượng của hắn. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên khẽ mở miệng nói, nguyên thần xuất khiếu. Còn không phải là so nguyên thần xuất khiếu sao? Nguyên thần xuất khiếu của ta đè ép ngươi 100 lần. Đối phương cũng chỉ phóng ra dương thần mà thôi, đột nhiên sau lưng Dương Bách Xuyên xuất hiện 2M dương nhị thần, 2M dương nhị thần một trắng một đen xuất hiện cùng một lúc đứng ở phía sau Dương Bách Xuyên, nhưng Dương Bách Xuyên không hợp nhất âm dương. Hắn biết lúc này Trịnh Bân Bân cố ý thử thực lực của chính mình. Nếu vậy 2M dương thần là đủ rồi. Dù sao vừa phóng ra đã cao đến 9 trượng, lại còn xuất hiện cùng một lúc, đây là việc người tu chân cùng cảnh giới không làm được. Không hợp nhất âm dương cũng vì không bại lộ tất cả át chủ bài của mình trước mắt bốn người Trịnh Bân Bân. Rào. Lúc này đòn tấn công của Liễu Tường Hoa chỉ cách Dương Bách Xuyên 3 mét. Nhưng sau khi M dương cao 9 trượng của Dương Bách Xuyên xuất hiện, cả người y bị chấn động mạnh. Tiếng gào thét hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên bị nguyên thần xuất khiếu của Dương Bách Xuyên dọa sợ. Lão Tam dừng tay, Dương Đạo Hữu dừng tay. Trịnh Bân Bân vội vàng hô to. Lúc này trong lòng nàng ta thực sự sóng cuộn biển gầm, không thể tin được một tu sĩ xuất khiếu sơ kỳ như Dương Bách Xuyên lại có thể xuất hiện M Dương nhị thần cùng một lúc, hơn nữa nguyên thần vừa xuất hiện cao tận 9 trượng. Không ngờ nguyên thần của một tu sĩ cảnh giới xuất khiếu sơ kỳ lại giống với tu sĩ xuất khiếu hậu kỳ như vậy. Cho dù bản thân nàng ta có tu vi xuất khiếu trung kỳ, nguyên thần cũng chỉ cao 6 trượng. Dương Bách Xuyên này, là một quái thai. Dương thần 3 trượng của lão Tam chiến đầu với nguyên thần 9 trượng của Dương Bách Xuyên không khác gì tìm chết. Ý định của Trịnh Bân Bân chỉ là để lão Tam thử xem thực lực của Dương Bách Xuyên đến đâu, đến nước này rồi thì không cần thử. Nguyên thần xuất khiếu 9 trượng đã chứng minh tất cả, hơn nữa còn xuất hiện M Dương nhị thần cùng một lúc,
có thể nguyên thần xuất khiếu 2M dương, ở trong lịch sử Sơn Hải giới không phải không có, nhưng tuyệt đối là lông phượng sừng lân. Trong dòng chảy lịch sử, Trịnh Bân Bân biết người có thể làm được điểm này đều là nhân vật phong vân máu mặt trong lịch sử Sơn Hải giới. Lúc nhìn về phía Dương Bách Xuyên, đôi mắt đẹp của nàng ta sáng lấp lánh. Hoa Liễu Tường nghe thấy lão đại nhà mình kêu gọi, cũng vội vàng tìm lại mặt mũi, lạnh lùng hừ một tiếng, coi như tiểu tử ngươi gặp may. Loại uy hiếp không hề cân lượng này không đáng Dương Bách Xuyên để vào mắt. Nhếch miệng cười, cũng thu hồi M Dương nhị thần của chính mình lại. Ha ha lão tam, ngươi cũng hơi quá đáng rồi, sao lại có thể ra tay với Dương đạo hữu chứ? Có thể gặp nhau đều là duyên phận, sao ngươi còn vụng ý hơn lão tử thế? Trịnh Bân Bân nghiêm mặt răn dậy Hoa Liễu Tường. Hoa Liễu Tường không phải người không có đầu óc như lão tứ, đối với lời nói của lão đại, hiển nhiên biết ứng đối như thế nào, vội vàng nói, lão đại, đừng nóng giận, ta sai rồi. Ngươi nói với ta làm gì, còn không nhanh xin lỗi Dương đạo hữu. Nói xong, Trịnh Bân Bân nhìn Dương Bách Xuyên, gật đầu tỏ vẻ xin lỗi. Dương Bách Xuyên biết Trịnh Bân Bân đang hạ bậc thanh, cũng không đặt ở trong lòng, cười nói thôi, dù sao ta cũng không có hại. Một câu nhìn như tùy ý, Hoa Liễu Tường lại cảm thấy vô cùng chói tai, trên mặt vừa trắng vừa xanh, trong lòng điên cuồng mắng Dương Bách Xuyên, có hại cái quỷ, con mẹ nó ta bị ngươi đánh hộc máu đây. Tất nhiên y cũng chỉ dám mắng ở trong lòng cho hả giận, bây giờ thật sự không dám lên tiếng mắng Dương Bách Xuyên, khóe miệng co giật. Còn phải nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc với Dương Bách Xuyên, phối hợp diễn kịch với lão đại nhà mình. Quá thống khổ. Dương đạo hữu đừng trách, ba vị huynh đệ này của ta, ngoại trừ lão nhị Bạch Tiểu Sinh hiểu chút lễ nghĩa ra, lão tam và lão tứ đều là người thô lỗ, nhưng cũng là người thẳng thính. Ngươi nhìn xem, chúng ta cũng coi như không đánh không quen biết, lời nói lúc trước của Dương đạo hữu vô cùng có đạo lý, đều là người hiểu lý lẽ. Hơn nữa nô gia mời Dương đạo hữu hỗ trợ không phải chỉ để thu lợi không, mà còn có chuyện muốn nhờ hỗ trợ. Lần này Trịnh Bân Bân nói chuyện rất nghiêm túc. Nói nghe chút, Dương Bách Xuyên hơi mỉm cười, trong lòng suy nghĩ, quả nhiên không thể có chuyện tốt bầu trời rớt bánh có nhân, bây giờ không phải đến rồi hay sao? Chỉ cần nói rõ, Dương Bách Xuyên không phải không thể tiếp thu, hắn chỉ chán ghét ngấm ngầm ra tay thọc gậy sau lưng. Trịnh Bân Bân nhìn Dương Bách Xuyên, nói, lời nói chúng ta nắm giữ địa điểm Hoa Vô Diệp lúc trước vẫn có hiệu lực, nhưng không nghĩ đến muốn có được Hoa Vô Diệp, trước tiên phải qua được cửa yêu thú sa mạc. Ánh mắt của Dương Bách Xuyên trầm xuống, nhíu mày nhìn Trịnh Bân Bân, nói Trịnh Mỹ Nữ nói rõ ràng, nói cẩn thận, cũng nói vào điểm chính. A ha ha, Trịnh Bân Bân sửng sốt, sau đó bật cười, Dương đạo hữu thật không dễ lừa. Nói xong. Trịnh Bân Bân nói, là hồ ly sa mạc. Hồ ly sa mạc, đó là cái gì, yêu thú hay hung thú? Dương Bách Xuyên hỏi, trong lòng nghĩ yêu thú có thể bị Trịnh Bân Bân tránh nhẹ tìm nặng nói có lẽ sẽ không đơn giản. Ngươi không biết hồ ly sa mạc, Trịnh Bân Bân liếc nhìn Dương Bách Xuyên. Khụ khụ đây là lần đầu tiên ta đi ra ngoài mạo hiểm, không quen thuộc sa mạc. Dương Bách Xuyên nở nụ cười xấu hổ, hắn thật sự không biết hồ ly sa mạc. Nghe qua tuyệt đối không đơn giản, cũng không phải là hồ ly bình thường. Trịnh Bân Bân nhìn Dương Bách Xuyên, nói, đây là lần đầu tiên ngươi đến sa mạc châu Tây Sơn. Ừ, lần đầu tiên, đôi mắt của Dương Bách Xuyên trong suốt không giấu giếm. Lần này Trịnh Bân Bân mới tin Dương Bách Xuyên, gật đầu nói thầm, khó trách, được rồi, nô gia cũng không lừa ngươi, hồ ly sa mạc là một loại yêu thú đặc biệt chỉ có ở châu Tây Sơn. Hoặc nói cách khác nó là sinh linh nằm giữa yêu thú và hung thú, có trí tuệ nhưng không thể biến thành người, hung tính chiếm phần nhiều. Là một loại sinh linh vô cùng khó chơi, am hiểu thiên phú thần thông ảo thuật, cho dù là cường giả xuất khiếu hậu kỳ hay đại viên mãn, gặp phải hồ ly sa mạc thành niên cũng có thể bị mê hoặc, một khi bị nó mê hoặc, hơn nửa chỉ còn lại đường chết. Bốn huynh muội chúng ta đến vì một loại tinh thạch tên là nước mắt hồ tiên ở trong hang ổ của hồ ly sa mạc. Ở trong hang ổ của hồ ly sa mạc có một hồ nước nhỏ, bên trong có một loại tinh thạch là nước mắt hồ tiên, nghe đồn hồ ly sa mạc dùng nó để uống tắm gội, tích lũy tháng ngày, hấp thu dịch thể của hồ ly, hóa thành một loại tinh thạch, đó chính là nước mắt hồ tiên. Cũng có một lời đồn khách, đây là nước mắt ngưng kết sau khi hồ ly sa mạc khóc, dù là loại lời đồn nào,
Trong ao hồ của hồ ly sa mạc tồn tại nước mắt hồ tiên, bốn huynh muội chúng ta đến vì thứ này. Ở trong hang ổ hồ ly sa mạc tồn tại hoa vô diệp cũng là thật, nô gia có thể thề, bởi vậy nô gia mời Dương đạo hữu mạo hiểm một lần cùng với chúng ta có thể có nước mắt hồ tiên, ngươi có hoa vô diệp. Trong quá trình này phải đánh một trận sống chết với hồ ly sa mạc, đều là hồ yêu thành niên, với thực lực hiện tại của bốn huynh muội chúng ta, có thêm sự gia nhập của Dương đạo hữu sẽ thêm vài phần chắc chắn, không biết ý của Dương đạo hữu là gì. Trịnh Bân Bân nói xong, ánh mắt chờ mong nhìn Dương Bách Xuyên chờ hắn trả lời. Lúc này Dương Bách Xuyên có thể nhìn ra được từ trong ánh mắt của Trịnh Bân Bân, hơn phân nửa là nói thật, nói cách khác, nốn người bọn họ mời chính mình vì nước mắt hồ tiên gì đó. Đối với Dương Bách Xuyên, dù sao hiện tại hắn đang chạy trốn không mục đích, nhưng cũng phải chạy ra khỏi sa mạc này, không có khả năng quay đầu, lão tổ Kình Thiên Môn đang canh giữ trước tấm bia đá, không có đường lui. Sự xuất hiện của bốn người Trịnh Bân Bân chứng minh trong tay bốn người bọn họ có lối ra khách, đi theo bọn họ có thể ra ngoài, đối với hắn đây là lựa chọn không tồi. Sau khi trầm mặc một lúc, Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười nói, được, ta đồng ý. Trịnh Bân Bân nghe vậy thì sững sờ nhưng vẫn nhìn Dương Bách Xuyên, cái gì? Nghe nói không phải tổ huấn của nhân tộc không cho tiến vào sa mạc châu Tây Sơn à? Sao các ngươi lại đến đây? Hơn nữa nhìn dáng vẻ của các ngươi trông không giống lần đầu vào sa mạc lắm nhỉ, chuyện gì đây? Cuối cùng Dương Bách Xuyên vẫn nói ra nghi ngờ trong lòng. Chẳng qua hắn vừa dứt lời, sắc mặt bốn người Trịnh Bân Bân đều khựng lại, ngay sau đó đều nở một nụ cười kỳ lạ. Xem ra ngươi ở trong thâm sơn lâu quá nên không biết chuyện thiên hạ, thôi được, trời cũng sắp tối, chúng ta mau lên đường thôi, ta kêu lão nhị giải thích cho ngươi. Trịnh Bân Bân thoải mái cười nói. Sau đó nhóm năm người vội vàng lên đường, Trịnh Bân Bân lấy ra một tấm da thú từ trong tay áo, nơi khóe mắt Dương Bách Xuyên liếc thấy từng sợi chỉ đỏ cong cong vặn vẹo phía trên, xem ra là bản đồ. Chẳng qua lúc hắn nhìn sang, Trịnh Bân Bân giống như vô tình cất bản đồ đi. Dương Bách Xuyên biết rõ tầm quan trọng của một tấm bản đồ ở sa mạc châu Tây Sơn mênh mông này như thế nào, có thể nói không khác gì đồ bảo mệnh, Trịnh Bân Bân không cho hắn xem là chuyện rất bình thường. Tuy hiện tại mọi người tạm thời trở thành minh hữu nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu rõ chỉ vì lợi ích mà thôi, còn chưa đến mức sống chết có nhau. Lúc lên đường, Trịnh Bân Bân đã kêu lão nhị Bạch Tiểu Sinh giải thích cho Dương Bách Xuyên và những thư sinh bên cạnh hắn bù lỗ hổng kiến thức. Những thứ Bạch Tiểu Sinh giảng, có một ít không được ghi chép bên trong điển tịch, có một vài xuất xứ từ điển tịch, rất đầy đủ dễ hiểu, đúng là đọc vạn quyển sách vẫn kém hơn đi vạn dặm đường. Đối với tổ huấn không được vào châu Tây Sơn của nhân tộc, Bạch Tiểu Sinh giải đáp rằng, đây chỉ là lời khuyên mà mấy thế lực đứng đầu nhân tộc để lại cho môn hạ vạn năm trước, lúc đó bọn họ đại diện cho toàn nhân tộc nên tổ huấn không sai. Tuy nhiên dù sao cũng đã qua mấy vạn năm rồi. Đối với mấy tông môn không thuộc thế lực đứng đầu năm đó mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao, cũng chỉ dùng để ràng buộc môn hạ đệ tử của bọn họ mà thôi. Dương Bách Xuyên ngẫm lại cũng hiểu ra, chẳng trách lão tổ Kình Thiên Môn có tu vi xuất khiếu đại viên mãn vẫn không đuổi theo hắn vào sa mạc. Vạn năm trước Kình Thiên Môn là một trong những thế lực đứng đầu, lão tổ bọn họ không thể không tuân theo tổ huấn. Chẳng qua đối với những tông môn thế lực nổi lên sau vạn năm, bọn họ không thèm để ý tới tổ huấn này, dù sao cũng không phải tổ tiên tông môn lập ra. Mặt khác, dựa theo lời của Bạch Tiểu Sinh, cái này cũng không có tác dụng với khách phiêu lưu, nơi nào càng nguy hiểm càng là thiên đường đối với đám người này. Bốn huynh muội bọn họ chính là khách phiêu lưu, có thể đột phá lên xuất khiếu cảnh đều dựa vào việc tìm kiếm thiên tài địa bảo đổi lấy tài nguyên mới có được thành tựu hôm nay. Thế nhưng nói đi thì cũng nói lại. Cái nghề phiêu lưu này có độ nguy hiểm rất cao, dễ dàng ngã xuống mất mạng, hễ là khách phiêu lưu có thể đột phá đến xuất khiếu cảnh đều là người có thiên phú dị bẩm hoặc năng khiếu riêng. Dương Bách Xuyên chỉ biết sơ sơ về nghề này chứ không rõ tường tận, hắn đang vội lên đường nên không hỏi thăm tình hình cụ thể, rốt cuộc khách phiêu lưu là quần thể như thế nào. Hắn chỉ hỏi Bạch Tiểu Sinh một câu, Bạch Huynh, có thể kể một chút chuyện xưa của khách phiêu lưu các ngươi không? Bạch Tiểu Sinh nghe xong bỗng im lặng, cúi đầu đi nhanh, Dương Bách Xuyên không hỏi nữa, thầm nghĩ lẽ nào khách phiêu lưu còn có chuyện xưa. Nếu Bạch Tiểu Sinh kiêng kỵ không thể nói, hắn cũng không cố hỏi nữa, được thì đối phương đã tự kể cho hắn rồi.
Ngay lúc Dương Bách Xuyên cho rằng Bạch Tiểu Sinh sẽ im luôn, cây quạt trong tay hắn ta bỗng phạch một tiếng mở ra, vừa đi vừa sâu kín nói, khách phiêu lưu là nghề vĩ đại nhất trên đời này, cũng là một đám người cực kỳ có tín ngưỡng, tuy nhiên cũng có một số kẻ đáng thương. Nghe vậy, trong lòng Dương Bách Xuyên hơi dục dịch, chờ đối phương kể tiếp. Nghe giọng điệu của Bạch Tiểu Sinh có một loại đau thương nhưng cũng tràn ngập hăng hái, lúc nhắc tới khách phiêu lưu, giọng hắn ta rất phức tạp. Xem ra trong này chứa rất nhiều chuyện xưa. Quả nhiên, Bạch Tiểu Sinh tiếp tục, thật ra trong lịch sử Sơn Hải giới, nghề khách phiêu lưu xuất hiện không lâu lắm nhưng cũng đã truyền thừa 10 vạn năm. Sơn Hải giới là thế giới tu chân, lấy tu chân giả nhân tộc là chủ đạo, tuy nhiên đẳng cấp lại phân chia rất nghiêm ngặt. Đầu tiên là các tông môn tu chân đứng đầu, kế là các thế lực tu chân, sau đó là các tán tu. Mọi người đều biết tu chân giả tu luyện dựa vào tài nguyên. Thế nhưng tài nguyên đều có hạn, hầu như đều trong trạng thái bị các tông môn tu chân đỉnh cấp nắm giữ rồi, có thiên tài địa bảo gì thì bọn họ được hưởng đầu tiên, kế tiếp là các thế gia tu chân, cuối cùng sót lại cho tán tu chẳng còn tí gì. Có thể nói tán tu chính là quần thể thấp nhất ở Sơn Hải giới, không có tông môn làm chỗ dựa, không có tài nguyên tu luyện, trừ khi có thiên phú dị bẩm nếu không rất khó tu luyện đại thành. Đứng trước tông môn và thế gia, mạng của tán tu cũng thấp kém nhất. Tranh đoạt tài nguyên có hạn rất tàn khốc. Vì vậy tán tu đều trưởng thành trong cực khổ, nếu không tranh nổi với tông môn thế gia thì tự nghĩ cách khác. Trong truyền thuyết mấy mươi vạn năm trước từng xuất hiện một kỳ tài tán tu, không phải vì hắn có thiên phú vượt trội mà vì hắn tìm ra một con đường phát triển dành cho tán tu. Đó chính là nghề khách phiêu lưu. Lúc đầu, người này chỉ thử đi tìm thiên tài địa bảo ở những nơi tông môn thế gia không dám đi. Tìm được một ít thì trao đổi với bọn họ lấy tài nguyên tu luyện cần thiết, ví dụ như đan dược, pháp khí, công pháp điển tịch vân vân. Dần ra, càng nhiều người đi theo hắn, thế gian liền có danh xưng khách phiêu lưu này, hay nói đúng hơn là cái nghề này. Bọn họ tu luyện dựa vào việc liều mạng, theo đuổi đại đạo. Cho nên nói nghề phiêu lưu có xuất xứ từ tán tu, thế nhưng không phải tất cả tán tiên đều đi theo nghề này, dù sao nơi khách phiêu lưu đi tới đều là nơi đại hung đại hiểm. Chỉ cần vô ý là sẽ ngã xuống, đồng thời cũng là nghề chết nhanh nhất. Không phải ai cũng muốn đi theo người kia, nhưng nói cho cùng người nọ cũng tìm được một con đường cho tán tu thế gian, bởi vì các nơi hung hiểm không liên quan đến lợi ích của tông môn và thế gia. Ngược lại một ít tông môn thế gia không chiếm được thiên tài địa bảo còn treo thưởng để khách phiêu lưu đi bán mạng, từ đó lấy được thứ mình cần. Khách phiêu lưu trở thành một chức nghiệp trong tu chân giả. Cũng bởi vì sau này dần dần phát triển trở thành một quần thể, hình thành thế đối lập với tông môn, thế gia. Nói đến đây, Bạch Tiểu Sinh khẽ thở dài dừng lại, trong ánh mắt tràn ngập kính nể và cuồng nhiệt, tiếp tục nói, vị kỳ tài phiêu lưu đầu tiên, sau này được quần thể khách phiêu lưu càng ngày càng khổng lồ tôn xưng là vua phiêu lưu, về sau hắn thành lập vương quốc phiêu lưu, bản thân chính là thế hệ vua phiêu lưu đầu tiên. Càng ngày càng nhiều tán tu theo đuổi đại đạo gia nhập vương quốc phiêu lưu, đi đến những nơi nhân loại không thể đến hay các tông môn thế gia không dám bước vào khắp đại lục Sơn Hải giới, từng món thiên tài địa bảo hiện thế trong tay khách phiêu lưu, sau lưng lại là từng sinh mạng ngã xuống. Sau đó vị vua phiêu lưu kia và thủ hạ của hắn, thập đại thánh vệ đều biến mất ở Sơn Hải giới. Có người nói bọn họ đã vượt qua thiên trảm đi một thế giới khác, cũng có người nói bọn họ mạo hiểm tiến vào tuyệt địa. Còn có lời đồn bởi vì vua phiêu lưu và thủ hạ thập đại thánh vệ của hắn quá cường đại nên đã bị tông môn thế gia liên hợp lại chém giết. Chẳng qua những thứ này đều là lời đồn, vương quốc phiêu lưu từ lúc thành lập đến ngày hôm nay, bởi vì vua phiêu lưu mất tích nên không còn lãnh tụ tinh thần, trở thành năm bè bảy mảng, mỗi người đều tự làm chủ, giống như bốn huynh muội chúng ta chính là một tiểu đoàn thể. Khắp vương quốc phiêu lưu và Sơn Hải giới. Tổ chức nhỏ giống như huynh muội bọn ta tồn tại rất nhiều nhưng đều không thành tài được, hiện giờ khách phiêu lưu hoàn toàn lưu lạc thành công cụ của các tông môn thế gia. Bọn họ muốn thiên tài địa bảo gì chỉ cần treo thưởng là sẽ có khách phiêu lưu bán mạng tìm kiếm, hơn nữa trả giá rất thấp. Thế nhưng cũng không có cách nào, tất cả mọi người muốn tăng tu vi thực lực, không thể không bán mạng. Nói đến lời cuối cùng, giọng điệu Bạch Tiểu Sinh tràn đầy cô đơn. Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi. Vậy lần này các người tìm kiếm nước mắt hổ tiên cũng là vì nhận treo thưởng. Lần này Bạch Tiểu Sinh không nói gì, đổi lại Trịnh Bân Bân kiêu ngạo mở miệng, chi là treo thưởng thì không đủ để huynh muội chúng ta bán mạng, bọn ta tìm kiếm nước mắt hổ tiên vì bản thân. Trịnh Bân Bân nói một câu,
vào tai Dương Bách Xuyên lại biến thành hương vị khác. Hắn luôn cảm thấy Trịnh Bân Bân không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhìn từ bên ngoài, Trịnh Bân Bân ngoại trừ có tu vi xuất khiếu cảnh trung kỳ ra còn là đại tỷ của bốn người, nhìn qua có vẻ hào hoa phong nhã, nhưng từ khi nhìn thấy nàng ta đánh lão tứ Thiết Hùng, Dương Bách Xuyên đã biết người này là một nữ tử tính tình hào sảng. Có thể lãnh đạo bốn tu sĩ xuất khiếu sơ kỳ cũng không đơn giản như chỉ cần tu vi, ba huynh đệ của nàng trong quan sát Dương Bách Xuyên cũng không phải loại tầm thường. Tuy lão nhị Bạch Tiểu Sinh nói không nhiều lắm nhưng Dương Bách Xuyên có thể cảm giác được từ trong tiếp xúc ngắn ngủi, Bạch Tiểu Sinh nhìn qua yếu đuối này chính là người khôn ngoan sắc sảo nhất trong bốn người. Lão Tam Hoa Liễu Tường nhìn có vẻ kiêu ngạo bướng bỉnh, thô lỗ tùy tiện nhưng thật ra lại là người thận trọng. Xét về chỉ số thông minh, lão Tứ Thiết Hùng có thể là người không có đầu óc nhất trong bốn người nhưng đồng thời gã cũng thẳng thắn nhất, loại người này vô cùng xem trọng nghĩa khí. Dương Bách Xuyên nhìn ra được, lão Tứ Thiết Hùng rất tôn kính ba người còn lại, đối với họ như huynh trưởng ruột thịt. Ba người Trịnh Bân Bân cũng chăm sóc lão Tứ mọi mặt. Về phần lão đại Trịnh Bân Bân ngược lại là người Dương Bách Xuyên nhìn không thấu nhất, một nữ tử có thể khiến cho ba đại hán tu vi không tầm thường tôn kính mình. Đây không phải là chuyện có tu vi là có thể làm được. Hơn nữa nàng ta luôn cho Dương Bách Xuyên một loại ảo giác, đây là một nữ nhân có được giãn được, dường như sau lưng còn có một câu chuyện xưa. Giờ phút này, Trịnh Bân Bân nói ra một câu, trong giọng toát lên vẻ kiêu ngạo giống như bốn huynh muội các nàng không phải là khách phiêu lưu tầm thường, khinh thường khuất phục hay bị chi phối bởi tông môn, thậm chí còn cảm thấy tông môn không có tư cách đó. Khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nhìn Trịnh Bân Bân, hắn rất muốn hỏi một câu bốn người các ngươi có thân phận gì nhưng lời đến bên miệng lại có nuốt trở về bụng, có một số lời là không thể hỏi, người ta có thể nói thì sẽ tự nói cho hắn biết. Lúc này, lão Tứ Thiết Hùng bị Trịnh Bân Bân dạy dỗ im lặng suốt đường bỗng lạnh lùng hừ một tiếng, tông môn thế gia thì tính là cái rắm gì, lão đại chúng ta chính là... Lão Tứ... Lão nhị Bạch Tiểu Sinh lớn tiếng cắt ngang lời của lão Tứ Thiết Hùng, giống như sợ gã nói ra cái gì đó. Hơn nữa Trịnh Bân Bân cũng hung hăng trừng mắt với lão Tứ Thiết Hùng. Giờ phút này lão Tứ Thiết Hùng mới phản ứng lại, suýt nữa gã lại nói sai, bị nhị ca Bạch Tiểu Sinh và lão đại Trịnh Bân Bân trừng thì rụt cổ, cười lúng túng, nhỏ giọng nói, khụ, ý của ta là lão đại bậc nữ nhi không hề thua kém đấng mày râu. Là đại mỹ nhân số một thế gian, sao có thể vừa mắt mấy giải thưởng của đám tông phái keo kiệt kia được. Dương Bách Xuyên không ngốc, sao có thể nhìn không ra lão Tứ Thiết Hùng suýt đã làm lộ thân phận của Trịnh Bân Bân, lúc này trong lòng hắn càng thêm xác định Trịnh Bân Bân có xuất thân không đơn giản, bốn huynh muội này cũng không phải khách phiêu lưu tầm thường. Chẳng qua lúc này hắn làm như không nghe hiểu, nói lảng sang chuyện khác nói, đúng rồi Bạch Huynh, lúc trước ngươi nhắc tới vương quốc phiêu lưu được truyền thừa xuống. Không biết ở địa phương nào. Bạch Tiểu Sinh xòe quạt nói, vương quốc phiêu lưu tọa lạc ngay ở châu Tây Sơn, cách nơi này 10 vạn dặm, khá gần biên giới. Nếu Dương đạo hữu có hứng thú thì đi cùng huynh muội chúng ta đến xem thử đi. Ở đâu có đoàn khách phiêu lưu lớn nhất của Sơn Hải giới thì sẽ có một tòa thành tự do, muốn trở thành một khách phiêu lưu chân chính cần phải đến vương thành phiêu lưu, tiếp nhận một nhiệm vụ hạng nhất. Nếu có thể hoàn thành, điện phiêu lưu sẽ trao huân chương phiêu lưu, quan trọng nhất là sẽ đưa cho ngươi một tấm bản đồ, trên đó đều ghi lại những nơi nguy hiểm không ai biết ở Sơn Hải giới. Đối với khách phiêu lưu mà nói, đó chính là những nơi hội tụ thiên tài địa bảo, như thế mới có thể được xem như một khách phiêu lưu thực thụ. Nếu không như Dương đạo hữu bây giờ thì tính là cái thá gì, cơ bản không được xem là khách phiêu lưu thật, vẫn là một gã tán tu mà thôi. À đúng rồi, nói nhiều như vậy. Còn không biết Dương đạo hữu có tông môn truyền thừa hay không? Dương Bách Xuyên sửng sốt, sao thế? Chẳng lẽ có tông môn truyền thừa thì không thể trở thành khách phiêu lưu? Vậy cũng không phải, thật ra phiêu lưu một loại tu chân rất thoải mái, chỉ cần là người có tinh thần phiêu lưu đều có khả năng trở thành một vị khách phiêu lưu. Tuy nhiên nếu muốn trở thành khách phiêu lưu chân chính thì phải đến vương thành phiêu lưu tiếp nhận một nhiệm vụ, đạt được huân chương và bản đồ của điện phiêu lưu. Kỳ thật huân chương không tính là cái gì, cái quan trọng nhất chính là bản đồ, phía trên ghi lại một ít hiểm địa, đến cả những tông môn cổ xưa của Sơn Hải giới cũng không có đâu, trong thiên hạ cũng không có thế lực nào nắm giữ một tấm toàn diện như điện phiêu lưu cả. Bạch Tiểu Sinh ngạo nghễ nói.
Dương Bách Xuyên nghe vậy thì gật đầu, thật ra tại hạ ở Sơn Hải giới xem như tán tu, không thuộc về bất cứ tông phái nào của Sơn Hải giới. Hắn nói là Sơn Hải giới, không phải địa cầu, cho nên không tính là nói dối. Như vậy, Dương Đạo Hữu có thể đi điện phiêu lưu trở thành khách phiêu lưu, đến lúc đó xem như cũng có một quần thể kết minh, không bị tông môn thế gia Sơn Hải giới ức hiếp. Phải biết rằng tuy vua phiêu lưu đã biến mất không thấy tăm hơi nhưng vương thành phiêu lưu vẫn tồn tại như trước, khách phiêu lưu hiện giờ cũng năm bè bảy mảng nhưng ở điện phiêu lưu vẫn còn một ít tiền bối ủng hộ tinh thần do vua phiêu lưu định ra, khách phiêu lưu trong thiên hạ đều là người một nhà, phải giúp đỡ lẫn nhau. Đương nhiên đến bây giờ chưa chắc có người tuân thủ quy định này 100%, thế nhưng lúc bị tông môn thế gia ức hiếp, ít nhất người sẽ không bị khách phiêu lưu thọc dao sau lưng, nếu may mắn còn được người tốt bụng ra tay giúp đỡ. Sau khi trở thành khách phiêu lưu, người còn có thể tu luyện ở vương thành phiêu lưu, xem như trở thành một phần tử của vương quốc, cho dù có người muốn tìm người gây phiền toái cũng phải suy nghĩ bản thân có đấu được mấy đại lão ở điện phiêu lưu hay không, ít nhiều cũng được che chở một phần. Lần này Bạch Tiểu Sinh nói chuyện khá chân thành, hoàn toàn là đang suy nghĩ cho Dương Bách Xuyên. Nghe xong, Dương Bách Xuyên cũng thấy không tệ lắm, hắn đã đắc tội lão tổ Kình Thiên Môn. Chắc chắn lão bất tử kia sẽ không dễ dàng buông tha mình. Hơn nữa ở Sơn Hải giới, năm đó hắn còn đại náo thành Yêu Quang, đắc tội Đa Linh Sơn Cốc và Âm Dương Tông. Nếu để hai tông kia biết hắn xuất hiện ở Sơn Hải giới, khó tránh khỏi tam tông liên hợp, tìm hắn gây rắc rối. Trước khi không đủ chắc chắn có thể chiến thắng xuất khiếu đại viên mãn, trở thành khách phiêu lưu ở lại vương thành phiêu lưu một thời gian cũng là một chủ ý không tồi. Vì vậy hắn nói với Bạch Tiểu Sinh, đa tạ Bạch Huynh chỉ điểm, nếu như có cơ hội, làm phiền mấy vị dẫn Dương Mỗ đến vương thành phiêu lưu học hỏi kiến thức. Dễ nói cho dễ nói, nếu chuyện lần này thuận lợi, Dương Đạo Hữu cứ đi theo chúng ta đến vương thành phiêu lưu. Trên đường đi, Dương Bách Xuyên không ngừng hỏi thăm sự tích về vương thành phiêu lưu và điện phiêu lưu, Bạch Tiểu Sinh cũng không ngại giải thích. Trịnh Bân Bân và Hoa Liễu Tường không hay nói chuyện, chỉ có Lão Tứ Thiết Hùng là không dám nói. Gã sợ mình càng nói càng sai, chọc giận lão đại Trịnh Bân Bân. Dọc theo đường đi năm người đều không phi hành, cả đám đều đi bộ, nói cười cười, ngược lại trở nên quen thuộc. Lúc Dương Bách Xuyên đưa ra đề nghị phi hành, Trịnh Bân Bân chỉ trừng mắt nói, Xuyên tử này, người có ngốc không? Nơi này là sa mạc Châu Tây Sơn, là nơi có hoàn cảnh địa lý và khí hậu ác liệt nhất trong năm châu trên lãnh thổ Đại Sơn, bão cát có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, khó lòng phòng bị. Một khi vô ý bị cuốn vào, không chết cũng bị lột một tầng ra. Hơn nữa không có linh khí thiên địa, chúng ta đều phải giữ gìn chân khí, nếu không tới xảo huyệt xa hồ rồi thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó không đủ chân khí chỉ có một con đường chết, hơn nữa cách mục tiêu còn phải đi một đoạn đường khá dài, nói không chừng dọc đường sẽ xuất hiện cái gì hung hiểm, bão cát lúc trước chỉ xem như nguy hiểm bình thường trong sa mạc mà thôi. Sau khi quen thuộc với Dương Bách Xuyên, hai người không dùng xưng hô đạo hữu nữa, sau khi Trịnh Bân Bân quen thuộc với Dương Bách Xuyên thì cũng lộ nguyên hình, không cần giả vờ làm thục nữ, khôi phục tính cách hào sảng tùy tiện, gọi Dương Bách Xuyên là Xuyên Tử. Dương Bách Xuyên thì vẫn gọi nàng ta là Trịnh Đại Mỹ Nữ như cũ, bởi vì đây là yêu cầu của Trịnh Bân Bân. Nghe Trịnh Bân Bân giải thích, Dương Bách Xuyên lập tức đỏ mặt, hắn quên mất hoàn cảnh khí hậu nơi này, người khác cũng không có linh đào giúp bổ sung chân khí mọi lúc mọi nơi như hắn. Tất nhiên trên người đám Trịnh Bân Bân cũng mang theo đan dược bổ sung chân khí, tuy nhiên bọn họ đều rất quý trọng không nỡ dùng bậy. Theo lời Bạch Tiểu Sinh, đan dược rất hiếm có, linh dược thì dễ tìm cứ luyện đan sư ít ỏi vô cùng. Ở Sơn Hải giới, đan dược thuộc loại hàng khan hiếm, đối với khách phiêu lưu mà nói chính là thứ bảo mệnh, mỗi một viên đều rất quý trọng. Không thể phi hành, không thể dùng chân khí lung tung, chỉ có thể dùng hai chân chạy. Đến khi sắc trời dần dần tối đen, Trịnh Bân Bân dừng lại, trong tay nàng ta bỗng xuất hiện một bình đan dược, ước chừng còn 100 dặm nữa, sắc trời sắp tối, chúng ta phải tăng tốc lên, nếu không va chạm với yêu trùng ở sa mạc ám dạ chính là rắc rối lớn, mỗi người một viên đan chân khí, chúng ta gấp rút lên đường. Bốn người chia nhau nuốt đan chân khí, bình đan dược chuyển đến tay Lão Tứ Thiết Hùng. Lúc này Trịnh Bân Bân thấy Dương Bách Xuyên không dùng đan chân khí thì lên tiếng, Xuyên tử không mang theo đan dược à? Ta không cần, Dương Bách Xuyên lắc đầu, hiện tại trong cơ thể hắn đang đầy chân khí, hơn nữa linh đào trong tay mạnh hơn đan chân khí nhiều.
Trịnh Bân Bân nhíu mày, người cũng lơ là quá, vào sa mạc mà không chuẩn bị đan dược thì khác gì tìm đường chết, chân khí trong cơ thể có thể kiên trì được bao lâu chứ? Phải biết rằng hoàn cảnh trong sa mạc vô cùng ác liệt, chân khí tiêu hao rất nhanh. Dứt lời, nàng ta nhìn sang lão tứ Thiết Hùng, lão tứ cho Xuyên Tử một viên đan chân khí đi. Khụ, lão đại, dựa vào cái gì chứ, là do tên này không tự mang theo đan dược mà, bốn người chúng ta cũng chỉ có một bình đan dược này thôi, không cho được. Lão tứ Thiết Hùng buồn bực giấu bình đan dược ra phía sau, dáng vẻ đánh chết cũng không cho. Đối với khách phiêu lưu mà nói, đan chân khí không khác gì đồ bảo mệnh ở sa mạc không có linh khí thiên địa này. Trong mắt Thiết Hùng, từ đầu đến cuối Dương Bách Xuyên vẫn là người ngoài, không phải người của mình, đan dược chân quý, dựa vào cái gì cho hắn. Ngay cả Bạch Tiểu Sinh và Hoa Liễu Tường thường xuyên tán gẫu với Dương Bách Xuyên dọc đường cũng im lặng, không nói một câu. Trịnh Bân Bân chừng lão tứ Thiết Hùng, vươn tay ngọc phản rồi đúng không, lấy ra đây, tuy Xuyên Tử không phải là huynh đệ chúng ta nhưng hiện tại mọi người là quan hệ hợp tác, cho hắn đan chân khí, chuẩn bị cho mọi tình huống. Đến lúc đó mới có thể giúp chúng ta đối phó Sa Hồ, cái tên đầu gỗ nhà ngươi. Dưới dâm uy của Trịnh Bân Bân, lão tứ Thiết Hùng ngoài miệng nói không nhưng vẫn không cam lòng đưa bình đan dược cho Trịnh Bân Bân. Dương Bách Xuyên nhếch môi, không cần, không cần. Trịnh Bân Bân lại đổ ra một viên đan chân khí, thuận tay nắm lấy tay Dương Bách Xuyên, đừng nói nhảm nữa, cầm lấy, vẫn là câu kia, hoàn cảnh trong sa mạc biến hóa khó lường, có thể xuất hiện biến cố mọi lúc. Trong tay chúng ta cũng chỉ có một lọ đan dược hơn 10 viên, ngươi cầm viên này dự phòng, ta cũng không muốn Minh Hữu vừa mới gia nhập như ngươi chưa xuất sư đã chết rồi. Trong lúc nói chuyện, Trịnh Bân Bân kiên quyết nhét một viên đan chân khí vào tay Dương Bách Xuyên. Ta, Dương Bách Xuyên muốn nói một câu thật sự không cần, trên người hắn còn có đồ tốt hơn đan chân khí nhưng bị Trịnh Bân Bân trừng mắt, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về. Giờ khắc này, tay Dương Bách Xuyên được bàn tay ngọc của Trịnh Bân Bân nắm lấy, lòng bỗng thấy cảm động, trong tim như có dòng nước ấm chảy qua. Cuối cùng hắn cũng hơi hiểu được, vì sao ba người Bạch Tiểu Sinh lại tôn kính lão đại Trịnh Bân Bân từ trong nội tâm như thế. Nữ nhân này có thể lãnh đạo ba người kia, tự bản thân nàng ta đã rất sức cuốn hút. Nàng ta biết rõ khi ở trong sa mạc, đan chân khí là đan dược bảo mệnh nhưng vẫn có thể lấy ra cho hắn một viên. Mặc kệ là thật lòng hay muốn mua chuộc lòng người, Dương Bách Xuyên vẫn ghi tạc ơn tình này trong lòng. Hừ, Dương huynh đệ đã nắm đủ chưa? Lần này đến lượt lão Tam Hoa Liễu Tường tỏ vẻ khó chịu đối với Dương Bách Xuyên. Lúc này Dương Bách Xuyên mới phát hiện bản thân vẫn đang nắm tay Trịnh Bân Bân, mặt hắn đỏ bừng, vội vàng thả lòng. Hi hi, ngược lại Trịnh Bân Bân cất tiếng cười như chuông bạc, xoay người bắt đầu gấp rút lên đường, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm nhìn. Bạch Tiểu Sinh và Hoa Liễu Tường cũng phát động, dùng chân khí chạy đi. Lúc này lão tứ Thiết Hùng khó chịu nói, họ Dương kia nhớ kỹ đây, ngươi nợ lão đại nhà ta một ân huệ đấy, một viên đan chân khí trong sa mạc chính là một cái mạng, hừ. Thiết Hùng rất khó chịu với việc lão đại nhà mình cho Dương Bách Xuyên đan chân khí, thế nhưng lão đại muốn cho, gã cũng không có biện pháp, đành lạnh lùng hừ với Dương Bách Xuyên một tiếng, dưới chân khẽ động, lập tức biến mất trong tầm mắt Dương Bách Xuyên. Khóe miệng Dương Bách Xuyên nhếch lên, đột nhiên hắn phát hiện ra chuyến đi sa mạc lần này cũng không tệ lắm, tâm trạng không hiểu sao lại tốt lên rất nhiều, bốn người Trịnh Bân Bân rất thú vị. Bước ra một bước, vận khởi chỉ xích thiên nhai công đuổi theo. Chấm chấm chấm. Chỉ trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên đã đuổi kịp Thiết Hùng, gã vô cùng ngạc nhiên liếc hắn một cái, không ngờ tốc độ của Dương Bách Xuyên lại nhanh như vậy. Gã không nhịn được hừ một tiếng, họ Dương kia. Có bản lĩnh thì so thân pháp với Tam Ca, nếu ngươi thắng, Thiết Hùng này sẽ tha thứ việc ngươi dùng đan dược của chúng ta. 2. Dương Bách Xuyên không khỏi cười khổ với tên Thiết Hùng trong đầu chỉ toàn là cơ bắp này, tốc độ của hắn đối với một sợi gân này của Thiết Hùng, cười khổ không được, tốc độ của hắn nhanh mà cũng nhìn không vừa mắt à. Chẳng qua Dương Bách Xuyên không định so đo với tên ngốc Thiết Hùng này. Thế nhưng đúng lúc này, Trịnh Bân Bân đi trước bỗng cười nói, Xuyên Tử. Dù sao cũng bắt đầu dùng chân khí gấp rút lên đường rồi, tốc độ càng nhanh càng tốt, xem thân phận của ngươi là thuật thần thông đúng không, vừa khéo so đấu với lão Tam nhà ta xem. Trong đám huynh muội chúng ta, Tam đệ đứng đầu, ta cũng muốn nhìn xem tốc độ của ngươi nhanh như thế nào.
Đúng vậy, Dương huynh đệ đến đây, chúng ta qua so chiêu nào, ha ha. Lúc trước khi giao chiến Dương Bách Xuyên, Hoa Liễu Tường bị hắn đánh hộc máu, trong lòng vẫn còn oán khí, bấy giờ nghe thấy đề nghị so tốc độ của lão đại và lão tứ thì lập tức dâng cao tinh thần. Trong lòng y thầm nghĩ, cuối cùng cũng có thể đè đầu Dương Bách Xuyên rồi, hòa nhau một ván, y không hề nghĩ tới chuyện bản thân có thể thất bại. Dương Bách Xuyên vốn không định chơi trội, thế nhưng nếu hắn không đồng ý thì sẽ bị bốn người kia coi thường, dù sao bộc lộ một chút thực lực thì hắn sẽ càng có sức nặng trong lòng bọn họ hơn, xem như là chuyện tốt. Vì vậy hắn lập tức lên tiếng, thế thì thử xem. Chỉ Xích Thiên Nhai Công vẫn chưa thi triển hết sức, trên người hắn có thân pháp thần thông và cả sự tự tin mạnh mẽ. Chỉ Xích Thiên Nhai Công tổng cộng có 4 tầng cảnh giới, tầng thứ nhất là mị ảnh cảnh, bóng dáng như mị ảnh. Tầng thứ hai là thiểm điện cảnh, tốc độ giống thiểm điện, tầng thứ ba là lưu quang cảnh, tầng thứ tư là phá giới cảnh cũng là cảnh giới cao nhất. Sau khi cảnh giới thứ tư đại thành, bước thêm một bước nữa, chính là cảnh giới thuấn tức thiên nhai. Đến nay Dương Bách Xuyên mới chỉ luyện thành tầng thứ nhất mị ảnh cảnh và tầng thứ hai thiểm điện cảnh, hiện giờ vẫn dừng lại ở thiểm điện cảnh đỉnh phong, không đột phá đến tầng thứ ba lưu quang cảnh cũng không biết đó là cảnh giới gì, về phần tầng thứ tư thì khỏi cần nghĩ nhiều. So tốc độ với Hoa Liễu Tường, dù Dương Bách Xuyên chỉ ở tầng thứ hai thiểm điện cảnh thì vẫn đủ xài. Hoa Liễu Tường nhếch miệng, nở một nụ cười khinh thường với Dương Bách Xuyên, còn 80 dặm nữa là tới Hồng Sa Cốc, chúng ta lấy Hồng Sa Cốc làm đích, Hoa Mỗ đi trước một bước đến đích chờ ngươi, ha ha. Trong lời nói của Hoa Liễu Tường tràn ngập tự tin, dáng vẻ giống như bản thân sẽ thắng, Dương Bách Xuyên thua là cái chắc. Vừa dứt lời. Hoa Liễu Tường cười ha ha, thân hình đột nhiên phóng lên, y phục tung bay giống như trong cơ thể sinh ra một luồng gió, một khắc sau đã không còn tung tích. Ánh mắt Dương Bách Xuyên khẽ ngưng, lúc này mới phát hiện hình như bản thân hơi xem thường Hoa Liễu Tường rồi, nhìn qua tốc độ của y không hề chậm hơn hắn tí nào. Trong lòng hắn vừa động, nhanh chóng thi triển tầng thứ hai thiểm điện cảnh của Chỉ Xích Thiên Nhai Công. Một khắc sau. Trong ánh mắt đầy kinh ngạc của ba người Trịnh Bân Bân, Bạch Tiểu Sinh và Thiết Hùng, Dương Bách Xuyên xông ra ngoài như một tia chớp, thoáng cái đã biến mất trong tầm mắt của bọn họ. Trong sa mạc mênh mông, hai bóng dáng đang chạy băng băng, một cái thì giống làn gió nhẹ, một cái lại hệt như tia chớp, cả hai gần như đang sánh vai. Hai người này chính là Hoa Liễu Tường và Dương Bách Xuyên đang so tốc độ. Khóe mắt Hoa Liễu Tường liếc thấy Dương Bách Xuyên rớt phía sau mình 3 mét thì ngạc nhiên vô cùng, thân pháp chính là vốn liếng để kiêu ngạo của y, không ngờ Dương Bách Xuyên cũng nhanh như vậy. Hiện tại Hoa Liễu Tường đã dùng hết toàn lực nhưng chỉ hơn đối phương có 3 mét mà thôi, tuy y rất khiếp sợ trước tốc độ của Dương Bách Xuyên nhưng vẫn cảm thấy đó là cực hạn của hắn rồi, từ đầu đến cuối vẫn thua mình 3 mét, người chiến thắng cuối cùng vẫn là Hoa Liễu Tường y. Dương Bách Xuyên cũng đang ngạc nhiên trước tốc độ của Hoa Liễu Tường. Hắn vận chuyển thiểm điện cảnh tới cực hạn mà vẫn kém hơn đối phương một khoảng 3 mét, trong lòng không nhịn được thầm than, xem ra sau này mình không nên khinh thường anh hùng trong thiên hạ. Tuy rằng không thể vượt qua Hoa Liễu Tường nhưng Dương Bách Xuyên vẫn bắt được một tia cảm ngộ từ thân pháp thần thông của y, rốt cuộc nó là cái gì thì hắn vẫn không hiểu như cũ. Chẳng qua trong lòng hắn lại tràn ngập rung động. Ngay khi Dương Bách Xuyên đang suy nghĩ về thân pháp của Hoa Liễu Tường trong đầu, đối phương bỗng cười lớn. Ha ha, Dương huynh đệ thân như tia chớp, Hoa Mỗ rất khâm phục, có điều so ra vẫn kém hơn thân pháp của Hoa Mỗ một bậc, còn 10 dặm nữa là tới, cảm ơn đã nhường, ha ha ha. Hoa Liễu Tường chạy như bay trong tiếng cười ha ha, thắng lợi đã ngay trong tầm tay, mà cũng đúng là như thế, còn lại 10 dặm mà thôi, chỉ là chuyện trong một nhịp thở. Từ đầu đến cuối Dương Bách Xuyên vẫn cách y 3 mét, đuổi như thế nào cũng không kịp. Chẳng qua Hoa Liễu Tường vừa dứt lời, Dương Bách Xuyên cũng nở nụ cười. Hắn nghe được Hoa Liễu Tường nói hai chữ phong long, trong đầu bỗng vang lên ầm ầm, giống như thể hồ quán đỉnh, thông suốt sáng tỏ. Nôm na là, tưới nước lên đầu, thể hồ là bơ được tinh luyện từ sữa bò, ở dạng đặc sánh, câu này thường dùng để ví von cho việc truyền thụ trí tuệ. Hay còn nói là mở mang đầu óc. Đột nhiên hắn cảm ngôn được tầng thứ ba lưu quang cảnh của Chỉ Xích Thiên Nhai Công rồi. Hoa Liễu Tường nói thân pháp thần thông của y tên là Phong Long, vừa nhắc đến tên, Dương Bách Xuyên đột nhiên nghĩ đến ý nghĩa cái tên của tầng thứ ba Chỉ Xích Thiên Nhai Công. Lưu quang, ánh sáng.
Xét về tốc độ, có thứ gì nhanh hơn ánh sáng đây? Cũng chính là trong phút chốc đó, Dương Bách Xuyên chợt hiểu ra, chỉ xích thiên nhai công vốn đang kẹt tại bình cảnh tầng thứ hai thiểm điện cảnh đỉnh phong rất nhiều năm, từ sau khi tu vi của hắn tăng tới xuất khiếu sơ kỳ, các phương diện khác đều có đột phá, chỉ có chỉ xích thiên nhai công là không có động tĩnh gì. Hiện tại so tốc độ với Hoa Liễu Tường, có sức cạnh tranh và lực lượng kích thích, cộng thêm hắn đi sau Hoa Liễu Tường quan sát thân pháp thần thông của y, một câu lọt vào tai, lập tức giác ngộ. Con đường tu luyện biến hóa khó lường như vậy đấy, có thể mắc kẹt ở một bình cảnh rất nhiều năm, thậm chí mấy chục hơn trăm năm cũng không kỳ quái. Mặc kệ cố gắng như nào vẫn không thể đột phá được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đột phá bất cứ bình cảnh nào đều giống như đâm thủng một lớp giấy mỏng, mấu chốt phải xem có thể tìm được phương pháp hay không, có thể cảm ngộ hay không, có khi phương pháp chỉ là một câu, một cảnh tượng hoặc một loại âm thanh vân vân. Tu vi tích lũy đầy đủ, vậy còn lại chỉ là chuyện nước chảy thành sông. Lúc này Dương Bách Xuyên được một câu của Hoa Liễu Tường khơi thông, cuối cùng chỉ xích thiên nhai công cũng đột phá đến tầng thứ ba lưu quang cảnh. Hắn nhếch miệng cười, nói với Hoa Liễu Tường, Hoa huynh, không đến cuối cùng thì chưa định thắng thua, người tự tin quá rồi. Ha ha ha, tốc độ của ngươi đã đến cực không, làm sao ngươi lại đột phá được? Hoa Liễu Tường còn muốn mỉa mai Dương Bách Xuyên hai câu, thế nhưng đột nhiên y cảm giác được khí thế trên người Dương Bách Xuyên thay đổi trong nháy mắt. Hoa Liễu Tường rất quen thuộc với khí thế cỡ này, đây là khí thế đặc biệt của thân pháp thần thông, y không nhịn được kinh ngạc kêu lên. Một giây sau, Hoa Liễu Tường trợn to tròng mắt, chỉ thấy Dương Bách Xuyên hơi nhếch môi cười, dễ dàng kề vai sát cánh với y. Hoa huynh, cảm ơn đã nhường. Dương mỗ đi trước chờ ngươi, ha ha. Dương Bách Xuyên mang theo ý cười đùa trả lại Hoa Liễu Tường nguyên vẹn câu y nói với mình trước đó. Dứt lời, trong lòng hắn khẽ động, lập tức vèo một tiếng, biến mất trong tầm nhìn Hoa Liễu Tường. Mà trong mắt Hoa Liễu Tường, Dương Bách Xuyên nháy mắt giống như biến thành vệt sáng, lóe lên rồi biến mất. Hoa Liễu Tường biết đây là dấu hiệu thân pháp thần thông tăng lên, nhanh hơn tốc độ ban đầu của đối phương không chỉ 10 lần. Thua rồi. Hoa Liễu Tường vừa rồi còn đắc ý kiêu ngạo muốn hòa một ván ở Dương Bách Xuyên độ, bây giờ trong mắt y đều sắp trừng rớt, tương phản trong lòng lớn vô cùng. Ngẫm lại câu Dương Bách Xuyên trả cho mình, giờ phút này Hoa Liễu Tường chỉ cảm thấy mặt mày nóng bỏng, giống như bị tát một cái bạt tai vô hình. Chỉ trong nháy mắt đã hết 10 dặm, Dương Bách Xuyên ung dung nhẹ nhàng, trên mặt lộ ra ý cười thản nhiên, chắp tay mà đứng. Trong lòng Hoa Liễu Tường chua ngọt đắng cay mặn đan xen. Thế nhưng cuối cùng y vẫn ôm quyền nói với Dương Bách Xuyên, Dương huynh không chỉ có tu vi cao thâm mà thân pháp thần thông cũng thuộc hàng kiệt xuất trong thiên hạ, Hoa mỗ. Thua, thua rồi. Đối với việc Hoa Liễu Tường ôm quyền nhận thua, Dương Bách Xuyên ngược lại rất xem trọng y. Hắn vốn tưởng rằng, sau khi Hoa Liễu Tường tới đây còn muốn chào phúng vài câu, thậm chí trong lòng hắn đã chuẩn bị sẽ cãi vã với Hoa Liễu Tường. Không ngờ Hoa Liễu Tường lại có thể thừa nhận mình thua, tuy tên này nhìn láu cá nhưng có thể thừa nhận tài nghệ bản thân không bằng người khác, điểm này rất tương phản với tính tình kiêu ngạo của y, làm Dương Bách Xuyên không nhịn được khen ngợi trong lòng một phen. Từ lời nhận thua của Hoa Liễu Tường, Dương Bách Xuyên biết, từ bây giờ trở đi, tên này sẽ không nhằm vào mình nữa. Mặc kệ nói như thế nào, gặp gỡ bốn huynh muội Trịnh Bân Bân, Hoa Liễu Tường xem như không đánh không quen biết, tuy rằng chỉ mới tiếp xúc ngắn ngủi nhưng nội tâm Dương Bách Xuyên vẫn cảm giác bốn người bọn họ không tệ. Hơn nữa nghĩ đến bây giờ bọn họ là minh hiếu, còn muốn nhờ cậy bọn họ đi ra sa mạc, hắn chỉ là một người ngoài, cũng thể hiện ra một phần thực lực rồi, nhận được sự tán thành của bọn họ, vậy đã đủ rồi, kế tiếp chính là ở chung. Là một đoàn đội. Người địa cầu Dương Bách Xuyên càng hiểu rõ tầm quan trọng của việc đoàn kết ở những nơi nguy hiểm. Nhìn Hoa Liễu Tường, Dương Bách Xuyên ôm quyền cười nói, Hoa huynh quá khiêm tốn, thật ra Dương mỗ chỉ may mắn đột phá mà thôi, nếu không chắc chắn không phải là đối thủ của Hoa huynh rồi. Nói thật, Dương mỗ cũng nhìn ra được một hai, e rằng thân pháp thần thông của Hoa huynh còn chưa tu luyện tới trình độ đại thành, nếu là tu luyện tới, Dương mỗ không thể đuổi kịp. Mấy lời khen ngợi tâng bốc lẫn nhau thích hợp cho mọi hoàn cảnh, hơn nữa Dương Bách Xuyên cũng nói thật lòng, hắn nhìn ra thân pháp thần thông của Hoa Liễu Tường thật sự không tệ. Hôm nay nếu không phải hắn đột phá đến tầng thứ ba lưu quang cảnh thì đúng là không sánh bằng Hoa Liễu Tường thật.
Vốn dĩ trong lòng Hoa Liễu Tường còn có chút khó chịu, lúc này nghe thấy Dương Bách Xuyên khen ngợi thân pháp thần thông của mình thì dễ chịu hơn rất nhiều, thời điểm nhìn Dương Bách Xuyên cũng thấy vừa mắt hơn. Quả thật, thân pháp thần thông của y còn kém một tầng mới có thể đại thành, nếu sau khi đại thành, y tin tưởng đủ để bỏ qua Dương Bách Xuyên một con đường. Dương huynh quá khen. Hai người tâng bốc lẫn nhau một phen. Lúc này ba người Trịnh Bân Bân cũng chạy tới, hỏi các ngươi ai thắng thế? Lão đại, cái này còn cần phải hỏi à? Chắc chắn là Tam ca thắng rồi, so tốc độ, y từng thua khi nào chứ, đúng không Tam ca? Lão Tứ Thiết Hùng cướp lời, không hề nghĩ tới khả năng Dương Bách Xuyên sẽ thắng. Ngay cả lão nhị Bạch Tiểu Sinh cũng cho rằng như thế. Nhưng mà giờ phút này, sau khi Hoa Liễu Tường so đấu thân pháp thần thông, trao đổi kinh nghiệm với Dương Bách Xuyên, trong lòng y đã thoải mái hơn rất nhiều, không còn mâu thuẫn gì với Dương Bách Xuyên nữa, sảng khoái cười lớn, lão tứ, lão đại thường xuyên nói không được xem thường người trong thiên hạ, ngươi cứ không chịu ghi nhớ, lần này ngươi nói sai rồi, là Dương huynh đệ thắng, Tam ca thua rồi. Cái gì, làm thế có thể, lão tứ Thiết Hùng trợn to hai mắt. Bạch Tiểu Sinh và Trịnh Bân Bân cũng đầy kinh ngạc, trong mắt hai người bọn họ, rõ ràng ngay từ đầu, tốc độ của Dương Bách Xuyên độ kém hơn Lão Tam, không nghĩ tới kết quả lại như thế. Kinh ngạc thì kinh ngạc nhưng từ giây phút này, huynh muội bốn người đã không còn xem thường Dương Bách Xuyên nữa. Sau khi khách sáo vài câu với Dương Bách Xuyên, Trịnh Bân Bân hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ, ngày mai vào Hồng Sa Cốc. Lúc này sắc trời đã tối đen. Năm người bọn họ cũng đã đến cửa vào Hồng Sa Cốc. Hồng Sa Cốc gọi là Sơn Cốc nhưng thật ra nơi này là một sơn cốc hình thành từ cồn cát khổng lồ, hai bên trái phải cách nhau chừng 30 mét. Xung quanh là từng thành lũy cát cao ngất, chính giữa tạo thành một con rạch rất sâu, chẳng qua vì hạt cát có màu đỏ nên mới gọi là Hồng Sa Cốc. Theo lời Trịnh Bân Bân, nếu không có bản đồ, các nàng cũng không thể tìm thấy nơi này, chỉ biết qua mà thôi, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ đến đây. Sau đó năm người tìm một nơi có thể tránh gió bổ sung thể lực, chạy suốt một ngày tại nơi không có linh khí thiên địa này rất tiêu hao thể lực. Chẳng qua Trịnh Bân Bân có nói với Dương Bách Xuyên, sâu trong Hồng Sa Cốc có một hồ nước nhỏ đầy linh khí thiên địa, thật ra ở trong sa mạc Châu Tây Sơn, hễ nơi nào có hồ nước thường tồn tại linh khí, chứ không phải toàn bộ Châu Tây Sơn đều không có linh khí. Môi trường ở đây khắc nghiệt thật nhưng trong sa mạc Châu Tây Sơn rộng lớn vẫn có bảo vật dồi dào linh khí. Tuy nhiên chuyện nào cũng có hai mặt, không bị cát yêu chiếm thì cũng ở nơi quá hiểm ác, tu chân giả không dám hoặc là nói rất khó bước vào. Đừng nhìn sa mạc hoang vu, thật ra Châu Tây Sơn là một bảo tàng khổng lồ, phải xem bản thân có cơ duyên lấy được hay không thôi. Trong quá khứ xa xôi, vương triều Sơn Hải thần bí và hùng mạnh đã biến mất ở chỗ sâu trong Châu Tây Sơn, đồng thời còn rất nhiều nền văn minh tu luyện cổ đại bị chôn vùi trong đó. Ban đêm nghỉ ngơi, bốn người thay phiên nhau canh chừng, phòng ngừa cát yêu hoặc dị trùng sa mạc tập kích. Trịnh Bân Bân kêu lão tứ canh trước tiên, gã liếc Dương Bách Xuyên, miệng lẩm bẩm, Dương Bách Xuyên là người mới, nên để hắn canh cho mọi người cưới đúng. Lập tức bị Trịnh Bân Bân một cước đá bay ra ngoài, mắng một trận, còn làm nhảm nữa là lột da ngươi đấy. Cú đá này của Trịnh Bân Bân đủ mạnh, trực tiếp đá bay lão tứ Thiết Hùng ra xa 20-30 mét, chìm trong bóng đêm. Hoa Liễu Tường và Bạch Tiểu Sinh đều rất vui sướng, giống như đã quá quen thuộc với cảnh này. Dương Bách Xuyên trợn mắt há miệng, Trịnh Bân Bân nhìn qua giống đại mỹ nữ yểu điệu. Thế mà cũng là nữ vương bạo lực, ngay lúc mọi người đang vui cười, bỗng nhiên từ hơn 10 thước bên ngoài truyền đến tiếng kêu đầy hoảng sợ của Lão Tứ Thiết Hùng, Lão Đại, có sa trùng. Mọi người nghe tiếng kêu khác thường của Lão Tứ Thiết Hùng thì vội vàng chạy tới. Đối với sa trùng, Dương Bách Xuyên biết được từ trong miệng Bạch Tiểu Sinh, nó là loài côn trùng chỉ có trong sa mạc, chủng loại rất đa dạng, rắn, côn trùng, chuột, kiến vân vân. Không giống mấy con sâu, trùng bình thường, những thứ này xuất hiện trong sa mạc, còn được gọi là dị trùng. Bởi vì môi trường khác nhau, sa trùng cũng phát triển khác nhau. Những sa trùng này ngoại trừ có thuộc tính thông thường ra còn có kỹ năng khác như kịch độc, gặm cắn tất cả vân vân, điểm quan trọng nhất là chỉ cần bị cắn, chân khí toàn thân sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ. Ngoài ra trùng trong sa mạc đều từng xảy ra biến dị do hoàn cảnh đặc biệt của nơi này nên mới gọi là dị trùng,
có một ít loài còn có được sức mạnh và lực phá hoại không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù tu vi của bọn họ đều là xuất khiếu cảnh nhưng gặp sa trùng vẫn phải cẩn thận hết sức, không được chủ quan, một khi sơ sẩy sẽ lật thuyền trong mương, chết không có chỗ chôn. Khi mấy người chạy tới, Dương Bách Xuyên hít một hơi khí lạnh. Trong tầm mắt là kiến đỏ rậm rạp, đỏ thẫm như máu, vóc dáng như chim sẻ nhỏ. Giờ phút này lão tứ Thiết Hùng đang bị kiến đỏ vây quanh như thủy triều, gã phải tạo một vòng phòng ngự bằng chân khi cách bản thân 3 mét mới không bị những con kiến yêu dị này bu vào người. Đừng sửng sốt, cứu người trước. Sắc mặt Trịnh Bân Bân đầy nghiêm trọng, ra lệnh cho lão nhị và lão tam, trong lúc nói chuyện nàng ta đã ra tay, song trưởng nhanh chóng đánh về phía lão tứ Thiết Hùng. Ầm ầm. Chân khí cường đại lập tức dọn sạch một con đường trước mặt lão tứ Thiết Hùng. Hoa Liễu Tường và Bạch Tiểu Sinh cũng ra tay, quét dọn xung quanh người Thiết Hùng. Lão tứ, mau tới đây. Bạch Tiểu Sinh đứng cách Thiết Hùng hơn 10 thước, gào lớn. Lúc này Thiết Hùng cũng không phản ứng chậm chạp, 2-3 bước đã chạy tới. Bốn huynh muội phối hợp với nhau rất ăn ý, chẳng lâu sau đã giải trừ hoàn cảnh khó khăn của lão tứ Thiết Hùng, ngược lại không có ai giúp đỡ Dương Bách Xuyên đứng bên kia. Học, nương nó. Ta sợ nhất là đám vật nhỏ này, một cước của lão đại đá ta bay thẳng vào hang ổ bọn chúng, suýt nữa là không còn tí xương cốt cặn bã. Thiết Hùng đứng bên cạnh mấy người thở ra một hơi, oán giận cằn nhằn Trịnh Bân Bân. Lại nói tiếp cũng là trùng hợp thật, trong bóng tối không nhìn rõ tình huống ở cửa Hồng Sa Cốc, hết lần này tới lần khác Trịnh Bân Bân lại đá Thiết Hùng ra ngoài mấy chục mét, thân thể thoáng té sập tổ kiến đỏ khiến bọn chúng bùng nổ trong nháy mắt. Cũng may là gã phản ứng không chậm. Bằng không nói không chừng đã bị kiến đỏ gặm cắn không còn gì. Được rồi, rời đi trước rồi nói sau. Trịnh Bân Bân chừng lão tứ một cái. Lúc này trong tai Dương Bách Xuyên lại nghe được một loại thanh âm yếu ớt, hắn cẩn thận lắng nghe, hình như là tiếng gió nhẹ thổi lên lá cây. Hắn vội vàng thả linh thức ra, ngay lập tức chấn động cả người, hét lớn, không tốt, chúng ta bị vây quanh, mau rút lui. Dương Bách Xuyên hét lên. Hình như lúc này Trịnh Bân Bân cũng nhận thấy có chuyện không đúng, Dương Bách Xuyên vừa dứt lời thì sắc mặt nàng ta cũng thay đổi, đi. Nàng ta và Dương Bách Xuyên đều phát hiện kiến đỏ đã bao vây bốn phía xung quanh, hơn nữa còn hình thành một vòng tròn thật lớn vây năm người bọn họ lại. Lúc trước đã phát hiện điểm không đúng rồi, bởi vì lúc lão tứ diệt giết một mảng kiến đỏ lớn, những con kiến này giống như không có ý tiến công, nàng ta còn cảm thấy kỳ lạ. Hiện tại mới hiểu được bầy kiến đang đào cho bọn họ một cái hố lớn hơn. Bọn chúng muốn bắt tất cả 5 người lại. Sắp xếp như thế, rõ ràng đang báo hiệu trong đám kiến này có kiến chúa tồn tại, là kiến yêu có trí tuệ. Nghĩ tới đây, sắc mặt Trịnh Bân Bân trở nên vô cùng khó coi, tuy rằng 5 người các nàng không sợ kiến đỏ nhưng bọn họ không chống đỡ nổi đám kiến nhiều như dưa này. Linh thức của hắn thả ra ngoài liền thấy, được lắm. Kiến yêu bốn phía đều có thể xếp ra ngoài vài dặm. Tổng cộng có bao nhiêu con? Là hàng ngàn hàng vạn, hay hàng trăm hàng triệu, thậm chí rất có thể là một con số không thể đo lường được, hơn nữa bọn chúng vẫn đang cuồn cuộn tràn đến miệng cốc giống như thủy triều. Cảnh tượng khiến da đầu người ta tê dại. Tất cả chuẩn bị phi hành, giờ không thể kiêng kỵ nhiều như vậy, xem ra không ra ngoài miệng cốc được rồi. Chúng ta chỉ có thể đi vào sâu trong sơn cốc. Trịnh Bân Bân quan sát một phen nói. Nói xong, nàng ta dẫn đầu phi thân lên. Bốn người Dương Bách Xuyên lập tức theo sát phía sau, năm người vội vàng bay về phía sâu trong sơn cốc. Thế nhưng đúng lúc này, trong tai năm người lại vang lên âm thanh vù vù liên miên không dứt, Dương Bách Xuyên cảm giác giống như có tiếng máy bay đang cất cánh vậy. Trịnh Bân Bân lạnh lùng hít một hơi. Đám kiến yêu này là thể biến dị có cánh, mọi người cẩn thận ứng phó. Trong lời nói của nàng ta tràn đầy cay đắng. Sắc mặt của ba người Bạch Tiểu Sinh cũng khó coi vô cùng. Tất cả kiến yêu đều là thể biến dị, cái này còn khó chơi hơn kiến sa mạc bình thường gấp trăm lần. Gần như ngay trong nháy mắt năm người phi thân bay lên, bầu trời bốn phía lập tức bị kiến bay che khuất, trong nháy mắt đến trước người năm người. Mau mở đường. Trên tay Trịnh Bân Bân lập tức giấy lên chân hỏa đốt cháy đàn kiến bay khiến da đầu tê dại kia. Bùm bùm. Tiếng nổ tung vang lên không ngớt, là âm thanh phát ra sau khi đàn kiến chân hỏa của Trịnh Bân Bân đốt cháy. Đốt có tác dụng,
Bạch Tiểu Sinh gào lên, Hoa Liễu Tường và Thiết Hùng đều thả ra chân hỏa bắt đầu đốt bầy kiến. Dương Bách Xuyên cũng không dám chậm trễ, trên hai tay xuất hiện ngọn lửa thần hồn màu lam, uy lực vô cùng lớn, số lượng kiến bị hắn đốt còn nhiều hơn cả bốn người Trịnh Bân Bân cộng lại. Hắn lập tức mừng rỡ nói, các vị, hình như dùng ngọn lửa thần hồn càng hữu hiệu hơn đấy. Bốn người Trịnh Bân Bân đều nhìn về phía Dương Bách Xuyên bằng vẻ mặt kỳ lạ giống như ngươi ngốc đấy à. Dương Bách Xuyên đối diện với ánh nhìn quái dị của bọn họ, đoán chừng mình lại nói sai rồi. Quả nhiên Trịnh Bân Bân không chút khách khí mở miệng nói, ngươi ngốc thật hay giả vờ ngốc thế. Tưởng bọn ta không biết ngọn lửa thần hồn có uy lực hơn à. Đúng là ngọn lửa thần hồn của ngươi mạnh thật nhưng nơi này là sa mạc châu Tây Sơn, chân khí đều là dùng một chút thì sẽ ít một chút, nói gì đến lực thần hồn. Mau thu ngọn lửa thần hồn lại đi, đốt bằng chân khí, năm người chúng ta hợp sức có thể dọn ra một con đường máu. Dương Bách Xuyên bị Trịnh Bân Bân nói một phen đến đỏ bừng mặt mũi, lúc này hắn mới nhớ tới bản thân đang ở sa mạc hoàn cảnh ác liệt, chân khí còn không nỡ dùng chứ đừng nói đến tiêu hao lực thần hồn. Hắn ngại ngùng thu hồi ngọn lửa thần hồn, chuyển sang dùng chân hỏa, mặc dù uy lực nhỏ hơn rất nhiều nhưng cũng có hiệu quả. Giờ phút này, năm người tựa lưng vào nhau lơ lửng trên không trung, nhích về phía sâu trong thung lũng. Sở dĩ dùng từ nhích là vì kiến bay thật sự quá nhiều, hơn nữa bọn chúng cũng không sợ bị chân hỏa đốt. Từng mảng kiến bay lớn bị thiêu chết rơi xuống đất, thế nhưng vẫn có càng nhiều kiến bay chen chúc đến như thiêu thân bay vào lửa. Vì vậy năm người bay về phía trước rất khó khăn, tốc độ chậm vô cùng. Giờ khắc này, Dương Bách Xuyên mới ý thức được sa mạc châu Tây Sơn nguy hiểm trùng trùng như thế nào, chỉ mới đụng phải một bầy đàn kiến đã khiến năm người tiêu hao lượng lớn chân khí, mà lúc này chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Tốc độ tiến lên phía trước cũng chẳng nhanh hơn kiến bỏ bao nhiêu. Bầy kiến bay không ngừng chen chúc đến từ bốn phương tám hướng giống như mây đen che trời, thật sự là quá nhiều. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, chân khí trong cơ thể năm người cũng dần dần hao sạch. Bốn người Trịnh Bân Bân bắt đầu dùng đan chân khí bổ sung chân khí. Lúc này đan điền đặc biệt của Dương Bách Xuyên phát ra ưu thế, chân khí trong đan điền hắn nhiều hơn tu sĩ bình thường gấp mấy lần, không cần phải dùng đan chân khí, ngược lại dần dần trở thành trợ lực trong năm người. Mấy canh giờ trôi qua, sắc trời sáng lên, Dương Bách Xuyên cảm nhận được sự mệt mỏi của Trịnh Bân Bân bên cạnh, lại nhìn số lượng kiến bay đã giảm bớt, trên tay hắn lại xuất hiện ngọn lửa thần hồn màu lam, điều động chân hỏa dung hợp, một đầu hỏa long phóng ra từ bàn tay lao về phía bảy kiến bay phía trước. Ầm ầm ầm. Sau từng tiếng nổ vang cả bầu trời đều sáng lên, bảy kiến bay chắn ở trước mắt đã bị hỏa long thần hồn của Dương Bách Xuyên đốt sạch sẽ. Đồng thời chân khí trong cơ thể hắn cũng không còn lại bao nhiêu. May là cuối cùng cũng giải quyết xong phiền toái trước mặt rồi, xem như đáng giá. Đi. Hắn gọi bốn người Trịnh Bân Bân một tiếng, sau đó bay về phía trước. Hơn 10 phút sau, bọn họ phi hành chừng 5-60 dặm, phát hiện không có một con kiến bay nào tồn tại mới hạ xuống từ trên không trung, nghỉ ngơi dưỡng sức. Tiêu hao cả một đêm. Mặc dù không có chém giết nhưng hao phí tinh thần và chân khí quá mức khiến cả năm người đều có cảm giác kiệt sức. Bọn họ vẫn ở trong sơn cốc như trước, sau khi tùy tiện tìm một nơi bằng phẳng, mỗi người tự ngồi xuống nghỉ ngơi lấy sức. Chẳng qua vừa mới nhắm mắt lại, còn chưa nhập định thì mặt đất đột nhiên lại run rẩy, ngay sau đó hai bên sơn cốc bắt đầu vang lên tiếng cát chảy, rào rào. Giờ phút này, sắc mặt năm người vô cùng khó coi. Thiết Hùng chửi bới, tiên sư bà nội nó, lại xuất hiện thứ gì nữa. Khóe mắt Dương Bách Xuyên nhảy lên, đột nhiên hắn thấy cách đó không xa có một con sâu màu trắng sữa chui ra từ cát, nó to bằng đầu ngón tay, phát ra ánh sáng chói mắt dưới ánh nắng sáng sớm. Lúc này Bạch Tiểu Sinh cũng hoảng hốt kêu lên, hình như là rết sa mạc. Đáng chết, chúng ta xông vào trùng cốc rồi, Hoa Liễu Tường nguyền rủa. Trịnh Bân Bân lấy bình đan dược ra đổ ngược. Bên trong trống rỗng. Lần này rắc rối lớn rồi, đan chân khí đã dùng hết, kế tiếp chúng ta phải liều mạng thôi. Không liều mạng không được, rết sa mạc là một quần thể khổng lồ, lúc này hai bên sơn cốc của bọn họ tỏa ra ánh sáng rực rỡ, báo hiệu xuất hiện số lượng rết sa mạc kinh người. Chân khí trong cơ thể năm người đều tiêu hao 7-8 phần, lúc này lại xuất hiện rết sa mạc, đây là muốn dồn bọn họ vào chỗ chết mà.
Rõ ràng mấy con rết màu trắng này không dễ chọc, quả thật khiến sắc mặt mấy người vô cùng khó coi. Lão đạo, làm sao bây giờ? Thiết Hùng lắp bắp hỏi. Làm gọi bọn chúng, Trịnh Bân Bân thốt lên, đến lúc này nàng ta cũng chẳng có biện pháp nào tốt hơn. Lão nhị Bạch Tiểu Sinh mở miệng, tuy đám rết sa mạc này không thể phi hành giống kiến bay nhưng lại có cực độc, mọi người nhớ cẩn thận, đến lúc này chỉ có thể liều mạng thôi. Dương Bách Xuyên nghe bọn họ nói chuyện, tuy trong lời nói đầy vẻ bất đắc dĩ nhưng không hề sợ hãi chút nào, chứng tỏ nhìn bên ngoài thì giống như đang cạn kiệt chân khí chứ thật ra mỗi người còn có lá bài tẩy chưa lật. Nói cho cùng, đối mặt với đàn rết sa mạc số lượng khổng lồ, nếu thật sự liều mạng, Dương Bách Xuyên tin tưởng bốn người Trịnh Bân Bân vẫn sẽ có cách như trước. Chẳng qua giờ phút này nhìn đám rết càng ngày càng tiến lại gần, tai Dương Bách Xuyên cũng hơi ngứa ngáy, trong đầu bỗng xẹt qua một tia chớp. Chính là linh trùng nhân diện vẫn luôn núp trong tai hắn, cảm giác ngứa ngáy là do nó đã tỉnh lại từ trong ngủ say. Tính ra kể từ sau trận chiến ở thành Yêu Quang năm đó thì nó vẫn luôn chìm trong ngủ say, bởi vì quá nhỏ lại giấu trong tai nên thường ngày Dương Bách Xuyên không thể nhớ nổi. Từ Yêu Quang thành đến bây giờ, linh trùng ngủ say 13 năm, không nghĩ tới bây giờ đã tỉnh lại. Nếu không phải tự nó tỉnh lại, Dương Bách Xuyên thật sự sẽ quên luôn rồi. Trong lòng hắn khẽ động, thử giao tiếp với linh trùng, quả nhiên cảm nhận được dao động tinh thần đáp lại, nương, đói. Lại là câu cửa miệng này, mỗi lần linh trùng câu thông với hắn đều nói câu đó. Dương Bách Xuyên thả nó ra. Linh trùng nhà hắn không phải là vật tầm thường, là trùng vương biến dị, linh trùng nhân diệt, theo lời của lão đầu Vân Thiên Tà thì một đám linh trùng nhiều vô số kể chém giết rồi cắn nuốt lẫn nhau mới có thể sinh ra một thể dị trùng như vậy. Là thứ quý hiếm trên thế gian. Nói thật, về mặt lý thuyết, linh trùng là vua của mọi loại côn trùng trên đời, đương nhiên tính cả đám rết sa mạc này. Đúng lúc này, Dương Bách Xuyên phát hiện Trịnh Bân Bân bên cạnh bấm một ấn ký cổ quái, thoạt nhìn muốn thả đại chiêu liều mạng, những người khác cũng làm như thế, hắn biết huynh muội bốn người muốn thi triển đòn sát thủ đối phó đàn rết trước mắt. Hắn biết bốn người có lá bài tẩy nhưng cũng nhìn ra được. Bốn người Trịnh Bân Bân có thể giải quyết đàm rết nhưng cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Hiện giờ hắn và bốn người họ như châu chấu trên một sợi dây thừng, nếu thực lực bốn người Trịnh Bân Bân bị tổn hại nhiều, về sau lại xuất hiện biến cố gì đó thì rất bất lợi với toàn bộ đội ngũ. Dương Bách Xuyên xem trọng hợp tác đoàn đội nhất, hơn nữa dù mới tiếp xúc ngắn ngủi nhưng hắn cảm thấy bốn người Trịnh Bân Bân không tệ, nhất là Trịnh Bân Bân tặng đan dược cho hắn. Tuy trong đó có ý tứ lôi kéo giao tiếp tốt đẹp nhưng linh cảm của hắn cho rằng bốn người Trịnh Bân Bân đáng để kết giao. Đã là một đoàn thể, Dương Bách Xuyên sẽ không ngồi yên, đoạn đường này bốn người họ đối xử với hắn cũng không tệ, hắn cũng không phải loại người thích trốn sau lưng người khác, nói trắng ra là không có cốt khí. Nếu đã công nhận bọn họ, Dương Bách Xuyên chuẩn bị xuất ra một phần lực lượng. Đối mặt với đàn rết sa mạc, linh trùng truyền tới tin tức nó có thể đối phó. Linh trùng nhân diện là vua của mọi loài côn trùng, có thể giải quyết những con rết này cũng không phải chuyện kỳ quái. Thấy bốn người Trịnh Bân Bân muốn thi triển bí thuật, Dương Bách Xuyên mở miệng nói, Trịnh đại mỹ nữ chờ đã, ta có cách giải quyết đám rết này. Ngươi, lão tứ Thiết Hùng mở miệng đầu tiên, nhìn Dương Bách Xuyên bằng ánh mắt ngươi khoác lác đấy à, ta không tin. Bạch Tiểu Sinh và Hoa Liễu Tường không nói gì, chỉ nhìn Dương Bách Xuyên. Trịnh Bân Bân nghiêm túc nói, Xuyên tử đừng cậy mạnh, anh em chúng ta ra vào sa mạc quanh năm, có thể giải quyết đám rết này, chỉ tốn chút khí lực mà thôi, người tự chăm sóc tốt bản thân, phần còn lại cứ giao cho bọn ta. Nghe một nữ nhân muốn bảo vệ mình, căn bệnh chủ nghĩa đại nam tử trong lòng Dương Mỗ phát tác, hắn biết mấy người này không tin mình, trực tiếp móc lỗ tai, nói, ta nói có cách thì có cách thật, các người cứ đứng nhìn là được, sa cốc này quá quỷ dị, còn không biết sẽ xuất hiện chuyện gì. Ta đến đối phó với đám rết, bốn người các ngươi tranh thủ thời gian khôi phục tu vi, con đường kế tiếp phải dựa vào các ngươi đấy, đây là lần đầu tiên ta tiến vào sa mạc, không hiểu rất nhiều chuyện cũng không giúp được gì. Thế nhưng hiện tại ta đã gia nhập đội ngũ của các ngươi, có thể làm được thì ta sẽ gánh vác một phần trách nhiệm. Trong nghi hoặc bốn người, chỉ thấy Dương Bách Xuyên đào trong lỗ tai, một giây sau trên tay hắn xuất hiện một con sâu giống như rết nhưng nhỏ hơn gấp đôi, nhìn qua rất đáng yêu.
Quan sát kỹ thì con sâu trong tay Dương Bách Xuyên lại mọc ra cái đầu giống y như mặt người, tuy không nhìn rõ lắm nhưng thật sự rất giống. Bốn người đều không biết sâu trong tay Dương Bách Xuyên chính là linh trùng nhân diện có 102, là vương giả trong các loại trùng, không hiểu hắn lấy ra một con sâu như vậy để làm gì. Lão Tứ Thiết Hùng phụt một tiếng bật cười, ta nói này Dương huynh đệ, ngươi lấy ra một con sâu nhỏ như vậy để làm gì? Đừng nói cho ta biết là ngươi muốn dùng con sâu nhỏ này đối phó với đám rết ở đây nhé, ha ha ha. Xem một chút thì biết, Dương Bách Xuyên không để ý tới tiếng cười nhạo của Thiết Hùng, dưới ánh mắt nghi ngờ của bốn người, hắn thả linh trùng xuống mặt đất. Ngay sau đó, một màn thần kỳ xuất hiện. Hoa hoa! Con sâu nho nhỏ không ngờ phát ra tiếng kêu giống như trẻ con khóc, tuy khó nghe nhưng lại khiến đám rết sa mạc đang không ngừng bò về phía bọn họ dừng lại. Cái gì? Thiết Hùng kinh ngạc kêu lên. Ồ, Trịnh Bân Bân ngạc nhiên. Bốn huynh muội lập tức mở to hai mắt, không nghĩ tới một con sâu nhỏ xíu chạy ra từ trong tai Dương Bách Xuyên lại có thể phát ra tiếng kêu to như thế. Hơn nữa dưới tiếng gầm gừ của nó, đàn rết rậm rạp bốn phía đã ngừng di chuyển. Thần linh ơi! Một cảnh tượng khiến họ kinh ngạc hơn xuất hiện. Chỉ thấy con sâu của Dương Bách Xuyên lại gầm gừ một phen, vèo một tiếng vọt vào trong đám rết chi chít. Hoa hoa hoa! Từng tiếng kêu đinh tai nhức óc vang lên, ngay sau đó tất cả đám rết điên cuồng xông về cùng một chỗ, phương hướng kia chính là nơi linh trùng nhân diện đang đứng. Dương Bách Xuyên căng thẳng, còn tưởng rằng linh trùng vọt vào trong bầy rết bị vây công. Lúc hắn vừa định ra tay thì ngừng lại, hắn và linh trùng vốn có cảm ứng bằng tinh thần, lúc này hắn không chỉ không cảm giác được nó bị thương mà ngược lại còn cảm nhận sức mạnh của nó đang tăng lên. Xong rồi, con sâu của Dương huynh đệ sắp không được rồi, ngươi xem nhiều rết vây công như vậy, nó sắp bị cắn nuốt rồi. Thiết Hùng méo miệng. Lão Tứ đừng nói bậy, nhìn kỹ đi. Hình như số lượng rết đang giảm bớt. Bạch Tiểu Sinh hít sâu một hơi. Dương Bách Xuyên nhếch miệng nở nụ cười, đúng là linh trùng của hắn đang cắn nuốt những con rết này, cũng không biết nó dùng thủ đoạn gì mà khiến toàn bộ rết trong sa cốc đều tụ tập về phía nó, bắt đầu cắn nuốt vô tận. Giờ phút này, trong tầm mắt 5 người, vô số rết tụ lại một chỗ, tạo thành một vòng xoáy hình tròn thật lớn, xoay tròn như cát lún, chảy về phía trung tâm vòng xoáy. Trung tâm vòng xoáy giống như một cái động không đáy, không ngừng cắn nuốt hết đám rết sa mạc, chỗ 5 người đang đứng lập tức xuất hiện một khu vực trống chừng 20 mét, thủy triều rết lướt qua bọn họ hội tụ về phía vòng xoáy. Về phần trung tâm vòng xoáy kia, lúc này mọi người đều biết là kiệt tác do con sâu nhỏ của Dương Bách Xuyên tạo ra. Ánh mắt nhìn Dương Bách Xuyên của Trịnh Bân Bân khẽ lóe lên, lúc này bốn huynh đều nhìn về phía hắn bằng ánh mắt khác nhau. Bị bốn người kia nhìn chằm chằm. Trong lòng Dương Bách Xuyên rất vui vẻ, để cho các ngươi xem thử thủ đoạn của ta. Xuyên tử khá thật đấy. Trịnh Bân Bân cười khanh khách. Chút tài mọn mà thôi, có tác dụng rồi. Vị Dương nào đó ra vẻ ta đây, sau đó nói tiếp, vậy giờ chúng ta mau tranh thủ khôi phục chân khí đi. Bạch Tiểu Sinh cười khổ, tối qua dùng hết đan chân khí mất rồi, giờ cũng chỉ có thể đi Hồng Sa Cốc trước, tìm được hồ bạc mới có thể bổ sung chân khí, chỗ đó có linh khí thiên địa. Dương Bách Xuyên nhíu mày, còn cách hồ bạc bao xa nữa? Ta nhìn bản đồ xem, Trịnh Bân Bân lấy bản đồ ra quan sát, mà lần này nàng ta không cố ý tránh né Dương Bách Xuyên nữa, ngược lại còn sắp tới gần, cho Dương Bách Xuyên xem chung. Dương Bách Xuyên thầm cười khẽ trong lòng, biết lần này mình cho trùng tử xuất trận giải quyết nguy cơ con rết, thế nên Trịnh Bân Bân mới thầm chấp nhận mình, hoặc nên nói là tán thành. Tu chân giới vĩnh viễn là nơi nói chuyện bằng thực lực, bằng bản lĩnh. Một khi hắn có thực lực thì đương nhiên sẽ nhận được người khác tôn kính, tán thành. Mà trùng tử lập công thuộc về bản lĩnh của hắn, cuối cùng đã được Trịnh Bân Bân thừa nhận, sẵn sàng chia sẻ bản đồ cho hắn cùng quan sát. Với khách phiêu lưu mà nói, bản đồ sa mạc là thứ bảo mệnh, cũng là vật phẩm thiết yếu cần chuẩn bị khi khách phiêu lưu đi thám hiểm. Khách phiêu lưu không có bản đồ có lẽ sẽ lạc trong sa mạc, thậm chí không thu hoạch được gì. Trịnh Bân Bân không kiêng dè Dương Bách Xuyên xem bản đồ, đây là tán thành và tiếp nhận Dương Bách Xuyên. Chỗ chúng ta đứng hẳn là chỗ này, cách xào huyệt cũ của hồ ly sa mạc tại hồ bạc khoảng 300 dặm, không gần lắm. Trịnh Bân Bân chỉ vào bản đồ cho Dương Bách Xuyên nhìn. Dương Bách Xuyên nhíu mày,
hắn biết 300 dặm nếu là chỗ bình thường thì chẳng đáng gì cả. Nhưng ở nơi tràn đầy nguy hiểm thế này thì không nói là gần được. Bọn họ vừa tiến vào đã đụng phải 2, 3 yêu trùng công kích rồi, ai biết đi sâu vào trong còn có thể gặp phải cái gì nữa. Hắn vừa xem qua bản đồ trong tay Trịnh Bân Bân, hiện tại bọn họ mới đi được 1/3 lộ trình tới Hồng Sa Cốc, nếu không có chân khí chống đỡ, bọn họ rất khó đi đến mục đích thuận lợi. Nhưng đan chân khí trong tay 4 người Trịnh Bân Bân đều bị dùng sạch rồi, nếu không có đủ chân khí chống đỡ thì rất khó đi tiếp. Đang lúc Dương Bách Xuyên lo lắng, thầm nghĩ xem có nên cho mỗi người một quả linh đào hay không thì lại thấy ngoài mặt 4 người không có vẻ lo lắng chút nào. Dương Bách Xuyên thầm giật mình, cảm thấy có lẽ bản thân lo lắng dư thừa rồi. 4 người Trịnh Bân Bân là khách phiêu lưu, hàng năm hành tẩu trong đủ nơi hiểm địa, không lý nào trên người không mang theo đủ thiên tài địa bảo để bổ sung chân khí. Có lẽ bọn họ vẫn còn đan chân khí cũng nên. Quả nhiên, Dương Bách Xuyên thoáng chốc chừng lớn mắt. Lão Tứ Thiết Hùng cười khà khà nhìn Dương Bách Xuyên, cất giọng ồm ồm, Dương huynh đệ đừng lo. Huynh muội chúng ta đã dám tới Hồng Sa Cốc quỷ dị này, sao có thể không chuẩn bị sung túc được? Đan dược đúng là thứ đắt đỏ, dùng hết là hết rồi. Nhưng chúng ta còn thứ khác dùng để bổ sung chân khí. Kha kha, đây, tặng ngươi một gốc nhân sâm sa mạc, tuy rằng không bổ sung chân khí tốt bằng đan chân khí, nhưng cũng không tồi. Dương Bách Xuyên lập công 2 lần lúc gặp đàn kiến bay và con rết vây công vừa rồi, cuối cùng đạt được sự tán thành của Thiết Đại Hán cứng đầu cứng cổ này. Gã vừa hào sảng nói chuyện vừa tiện tay ném cho Dương Bách Xuyên một gốc cây nhân sâm sa mạc. Dương Bách Xuyên phản xạ bắt lấy, nhìn lại mới giật mình. Đậu má trong tay là một cây nhân sâm 3.000 năm, đã có hình người. Dương Bách Xuyên chịu rung động mãnh liệt. Tuy hắn nghi hoặc không hiểu vì sao trong sa mạc lại có nhân sâm, nhưng thứ hắn cầm trong tay đúng là nhân sâm 3.000 năm thật, còn có linh khí nồng đậm đang giật tán ra ngoài. Mà khiến Dương Bách Xuyên câm nín ở chỗ, nghe ý tứ của Thiết Hùng thì hình như bọn họ cần ăn trực tiếp nhân sâm để bổ sung chân khí cần thiết. Tiếp đó, Dương Bách Xuyên trợn mắt há hốc mồm nhìn bàn tay Thiết Hùng lóe ánh hào quang, xuất hiện một gốc nhân sâm 5.000 năm. Gã trực tiếp cắn nhân sâm cái rộp, như gặm cà rốt vậy. Nghe tiếng rôm rốp mà Dương Bách Xuyên trợn tròn cả mắt, đáy lòng giật tăng tăng. Đối với luyện đan sư mà nói, hành vi này của Thiết Hùng đúng là phí của trời. Làm Dương Bách Xuyên muốn đau tim. Lúc hắn đang định ngăn cản Thiết Hùng, cảnh tượng càng hộc máu hơn diễn ra. Chỉ thấy trong tay Bạch Tiểu Sinh xuất hiện một gốc linh dược thoạt nhìn còn tràn đầy linh khí hơn cây nhân sâm 5.000 năm trong tay Thiết Hùng. Tuy rằng Dương Bách Xuyên không biết tên linh dược này, nhưng nhìn linh khí tản ra cũng biết là thứ tốt. Kế đến là Hoa Liễu Tường, Trịnh Bân Bân đều lấy một gốc linh dược ra, gốc này giật tán ra linh khí khổng lồ hơn gốc khác. Niên đại rất dài, đều là linh dược thượng phẩm. Cảm giác như linh dược trong tay Hoa Liễu Tường và Trịnh Bân Bân đều đã hơn vạn năm rồi. Giờ phút này, làm sao Dương Bách Xuyên còn có thể không hiểu, 4 người này rõ ràng muốn trực tiếp cắn nuốt linh dược để bổ sung chân khí trong cơ thể. Thật, đúng là tức đến dậm chân. Bất kể luyện đan sư nào đều không thể dễ dàng tha thứ hành vi trực tiếp nuốt ăn linh dược thượng phẩm của 4 người. Phải biết. Linh dược hơn 3.000 năm là đã luyện chế được đan dược trung đẳng trở lên, linh dược hơn vạn năm là tài liệu luyện chế đan dược thượng phẩm đấy. Công hiệu sau khi luyện chế thành đan dược tăng lên ít nhất gấp 3, đấy là tính công hiệu của linh dược đê giai, nếu là trung đẳng thì tăng gấp 5, 6 lần, cao đẳng thậm chí có khả năng tăng gấp mấy chục lần công hiệu. Linh dược thấp nhất trong tay 4 người cũng đã là nhân sâm 5.000 năm rồi đấy. Xôm rốp. Lại một tiếng gặm cắn vang lên, đáy lòng Dương Bách Xuyên nhỏ máu, thấy Hoa Liễu Tường trực tiếp cắn một ngụm linh dược. Dương Bách Xuyên hoàn hồn, rốt cuộc không nhịn được hét lớn, ngậm hết miệng lại. Một tiếng giống bất ngờ làm cả 4 người còn lại nhảy dựng cả lên. Bạch Tiểu Sinh không nhịn được đáp trả, Dương huynh đệ sao thế? Chúng ta có nói chuyện đâu? Dương Bách Xuyên nghẹn họng, biết chính mình nói chưa rõ ràng. Vội vàng hỏi, mọi người cứ trực tiếp nuốt ăn linh dược như thế à? Không thì làm thế nào? Không có đan dược thì chỉ có thể dùng trực tiếp thôi. Tuy hiệu quả kém hơn một chút, nhưng ăn nhiều vài gốc linh dược cũng có thể bổ sung đủ chân khí. Vân Tử yên tâm ăn đi, nếu ngươi không có thì lát nữa tỉ tỉ lại cho ngươi. Trên người không còn đan dược, nhưng linh dược thì cho ngươi đủ. Trịnh Bân Bân thản nhiên đáp.
Dương Bách Xuyên nghe vậy suýt nữa nhảy dựng lên, ý tứ của Trịnh Bân Bân là trước giờ bọn họ đều làm như vậy, hơn nữa bọn họ đều là thổ hào linh dược. Cho đủ à? Đúng là giàu thật đấy. Hắn có cả tòa động tiên vân môn cũng chưa từng thổ hào như bốn người này. Tuy trong động tiên vân môn cũng nhiều linh dược, nhưng số lượng vượt quá 3, 5 ngàn năm rất ít, trên vạn năm càng là hiếm hoi vô cùng. Thế nên, với Dương Bách Xuyên mà nói, bốn người Trịnh Bân Bân là thổ hào đích thực. Hắn nuốt khan nước miếng, khách phiêu lưu đều bổ sung chân khí như các ngươi à. Bạch Tiểu Sinh gật đầu, quần thể khách phiêu lưu bất hòa với mấy tông môn, thế ra. Hơn nữa có vài tông môn có thể luyện đan hà khắc vô cùng. Dù cầm gấp 10, 20 linh dược đem đổi đan dược thì cũng chưa chắc đổi được. Đan dược của khách phiêu lưu ở Vương Thành phiêu lưu ít ỏi vô cùng, với tu sĩ cảnh giới xuất khiếu mà nói, đan chân khí bình thường thì tác dụng không lớn, đan chân khí cao đẳng thì có vài luyện đan sư không luyện được. Dần ra, mọi người đều trực tiếp ăn linh dược bổ sung chân khí. Giờ phút này, hai mắt Dương Bách Xuyên bắt đầu tản ra ánh sáng xanh lét. Hình như hắn vừa phát hiện một cơ hội kinh doanh siêu lớn. Đối với những luyện đan sư khác của Sơn Hải giới mà nói, có lẽ luyện chế đan dược trung đẳng hay cao đẳng là khó khăn vô cùng. Thứ nhất là vì không có bí pháp luyện đan, thứ hai là vì không có đan phương. Nhưng với hắn mà nói, luyện chế đan chân khí trung, cao đẳng chẳng khác nào một bữa ăn sáng, bất hạnh là không có đủ linh dược luyện chế mà thôi. Càng nghĩ càng cảm thấy nhất định phải tới Vương Thành phiêu lưu một chuyến, với hắn mà nói, nơi đó đúng là thiên đường. Cái đó, Vương Thành phiêu lưu của các ngươi có bao nhiêu luyện đan sư? Có thể luyện chế ra đan chân khí cao đẳng chứ? Dương Bách Xuyên đè nén kích động, hỏi tới. Lúc này, bốn người Trịnh Bân Bân đều bắt đầu nghi hoặc, Dương Bách Xuyên hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ hắn có thể luyện đan hay sao? Đáy lòng Trịnh Bân Bân thoáng nghĩ tới, luyện đan sư trong thành mạo hiểm không ít, nhưng đa số đều là luyện đan sư đê giai, có những luyện đan sư dùng hơn ngàn linh dược ngàn năm trở lên còn có thể luyện hỏng, thậm chí làm nổ lò. Mà luyện đan sư có thể luyện chế linh dược 3 năm ngàn năm thành đan dược thì chẳng đủ đếm trên hai bàn tay, lại đều làm việc cho các thế lực, sẽ không dễ dàng luyện đan cho tư nhân. Còn luyện đan sư có thể nắm giữ linh dược vạn năm, có năng lực luyện chế ra đan dược thượng thừa ở Vương Thành phiêu lưu thì chỉ có 3 người, đó là nhân vật cao cao tại thượng, đan dược bọn họ luyện chế ra có tiền cũng không mua được. Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Chẳng lẽ ngươi biết luyện đan? Dương Bách Xuyên cười khì khì. Ánh mắt sáng lấp lánh, ta nói ta có thể luyện chế đan dược trung đẳng và cao đẳng thì các ngươi có tin không? Tin ngươi cái khỉ gió. Nếu ngươi có thể luyện chế ra đan dược trung đẳng, giống như viên đan chân khí đưa cho ngươi lúc trước thôi, sau này ta gọi ngươi là lão đại. À không, bốn huynh muội chúng ta đều tôn ngươi làm lão đại. Ngươi tưởng luyện đan sư là gì? Cả Sơn Hải giới này cũng chưa đủ 20 luyện đan sư có thể luyện chế đan dược trung đẳng đâu. Chưa kể đa số bọn họ đều là người của tông môn, thế lực cổ xưa. Trịnh Bân Bân trợn trắng mắt. Ta cũng không tin. Dương huynh đệ, bốc phét là không tốt đâu. Thiết Hùng này ghét nhất mấy kẻ mạnh miệng. Đúng đấy, ở Sơn Hải giới này, luyện đan sư là người đứng trên người khác. Nếu tiểu tử ngươi là luyện đan sư thì sao phải một mình mạo hiểm đến sa mạc châu Tây Sơn thám hiểm cơ chứ? Nếu ngươi là luyện đan sư, chỉ cần nói một câu. Cần thiên tài địa bảo gì đã có vô số người bán mạng tìm cho ngươi. Không ai trong bốn người tin tưởng Dương Bách Xuyên biết luyện đan. Lúc này, Dương nào đó cười khà khà, cũng không nhiều lời dứt khoát vung tay to, trực tiếp lấy lò luyện đan thái thượng ra khỏi bình càn khôn, sau đó cười tủm tỉm nói chúng ta đánh cuộc thì sao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 68.